giống cái tiểu thuyền này, nó giống như cái hoa gì đó, thành ra chính vì vậy người ta gọi là vũ hoa ha. Thì đó là hình ảnh của cái tuyên bố Bình Thường. Và ở mỗi một cái tiểu thuyền tập cùng của nó như thế này á, thì mình đây là cái hình phóng ra to ra của một cái cấu trúc tiểu thuyền tận cùng. Thì mình thấy là các ống nó phân nhánh nhỏ nhỏ dần đi, và cuối cùng nó có một cái nhánh cuối cùng, nhánh đó người ta gọi là nhánh tận. Trong cái nhánh tận này nó sẽ nối với lại các tiểu thuyền, thì đây chính là đơn vị nhỏ nhất của cấu trúc của vú, người ta gọi nó là đơn vị tiểu thùy ống tận. Thì đơn vị tiểu thùy ống tận chính là cái nơi mà tạo ra cái bệnh lý ác tính của vú. Nếu như cái ung thư đó xuất phát từ ống thì mình sẽ có là ung thư ống tuyến vú. Còn nếu cái ung thư đó xuất phát từ tiểu thùy thì mình sẽ có là ung thư tiểu thùy của vú. Thì như vậy á, trong cái cấu trúc bệnh lý mà ác tính của vú nó liên quan rất là nhiều đến đơn vị tiểu thùy ống tận. Mà đơn vị tiểu thùy ống tận á, thì là nó do có sự phân nhánh của các thùy để cuối cùng nó có được như thế này. Thật ra các bạn thấy á, là cái đơn vị tiểu thùy ống tận là nó nằm không có nằm sát cái núm vú, và nó phải nằm hơi xa xa một chút xíu, chứ nó không thể nào nó nằm trong cái núm vú này được, tại vì trong núm vú này là hoàn toàn chưa có sự phân nhánh nha. Thành ra là ở ngay vùng trung tâm, ngay sau sát cái núm vú, chỉ toàn là các ống sữa chính mà thôi, thành ra là không có ung thư. Và ung thư là phải đi ra xa một chút xíu mới bắt đầu có những cái đơn vị tiểu thủy ống tận, và lúc đó mới bắt đầu có ung thư vú nha. Bây giờ khi mà mình làm siêu âm vú, đối với là siêu âm vú á, thì mình phải chia làm hai cái khái niệm. Một cái khái niệm là siêu âm trong tầm soát ung thư, và một cái khái niệm là để siêu âm chẩn đoán. Tầm soát là làm sao, tức là trong một cái người phụ nữ hoặc là cái quần thể đó không biết là có bị ung thư hay không, đi kiểm tra xem có mình có bị ung thư hay không, thì cái đó mình gọi là siêu âm tầm soát, tức là hoàn toàn không hề biết bệnh lý gì cả. Còn bây giờ khi mà đã biết là có một cái bất thường nào đó của cái vú rồi, và bây giờ mình làm khu trú tại cái bất thường đó để mình xem coi là cái bất thường này nghĩ nhiều nó làm tới ác, thì tất cả những cái đó mình gọi là siêu âm chẩn đoán. Như vậy thì khi mà mình làm siêu âm, mình sẽ có cái siêu âm tầm soát ha, và sau đó là siêu âm chẩn đoán. Thì khi mà mình làm siêu âm tầm soát, bắt buộc á, là mình phải mô tả cái mô nền của vú. Thì đây là cái khái niệm mà do ACE đưa ra. ACE tức là một cái hiệp hội về X-quang của Mỹ, đưa ra cái bản phân loại của siêu âm trong cái mô nền của vú khi mình tầm soát. Thì đối với lại cái mô nền của vú, người ta chia nó làm hai nhóm. Một nhóm gọi là đồng nhất, một nhóm là không đồng nhất. Thì thế nào gọi là nhóm đồng nhất và thế nào là nhóm không đồng nhất? Cái nhóm đồng nhất á, thì nó gồm có cái cấu trúc của vú là gồm có mỡ, có sợi, có tuyến. Còn nhóm không đồng nhất thì nó liên kết hai thành phần với nhau, ít nhất là hai thành phần với nhau, hoặc là sợi mỡ hoặc là sợi tuyến. Bây giờ mình ôn lại một chút xíu về cái hình ảnh giải phẫu của siêu âm trong của vú. Thì trên cái hình này các bạn thấy đây là cái từ ngoài vào trong, mình sẽ có lớp da ở đây, sau da là lớp mỡ dưới da. Trong cái lớp mỡ dưới da mình thấy được cái sợi này đang chính là cái dây chằng treo vú, hay còn gọi là dây chằng Cooper. Sau cái lớp mỡ dưới da mình sẽ có nguyên cái phần sáng ở đây, đây chính là khối sợi tuyến. Thì các bạn nghe cái chữ khối sợi tuyến, như vậy thì trong đó sẽ có hai thành phần, một là sợi, hai là tuyến. Sợi màu trắng và tuyến là màu đen đen xám xám này đây. Càng nhiều mô sợi thì nó sẽ trở nên trắng, và càng nhiều mô tuyến thì nó sẽ trở nên đen. Sau đó mình sẽ có một cái lớp nữa, đó là lớp mỡ sau tuyến vú, hay còn gọi là lớp mỡ trước cơ ngực, tại vì cuối cùng của mình ở đây là cơ ngực lớn. Thì như vậy á, mình từ ngoài vào trong mình sẽ có da, lớp mỡ dưới da, khối sợi tuyến, lớp mỡ sau tuyến vú và cơ ngực lớn. Khi mà mình làm siêu âm vú, tức là mình siêu âm khảo sát từ da đến cơ ngực lớn, thì nguyên cái khoảng đó, nguyên cái bề dày đó gọi là siêu âm vú, chứ không phải siêu âm vú chỉ là nhìn có cái vú này mà thôi. Nhớ nhá, là mình phải đi hết từ ngoài da cho tới cơ ngực lớn. Rồi bây giờ trên cái khối sợi tuyến này, người ta mới chia ra làm cấu trúc của khối sợi tuyến đó thuộc loại đồng nhất hay là không đồng nhất. Thì như hồi nãy tôi nói với các bạn ha, càng nhiều mô sợi nó càng trở nên trắng, và càng nhiều mô tuyến thì nó càng trở nên đen. Và cái thành phần này là thành phần mô mỡ. Thì như vậy cấu trúc của cái vú mà mình khảo sát thì nó chỉ ba thành phần chủ yếu thôi, là sợi, tuyến và mỡ. Một cái vú mà gọi là đồng nhất, mà đồng nhất theo kiểu là mô mỡ, có nghĩa là cái vú đó nó chứa rất là nhiều mô mỡ bên trong. Chẳng hạn như các bạn nhìn trên cái hình này, các bạn sẽ thấy đây là da, xong sau đó là mỡ dưới da, và đây là cơ ngực lớn. Trong cái lớp mỡ dưới da này đây, lớp mỡ này đây,
thì nó có cái mô vú nó đang xen, cái phần này là phần vú này, cái vú còn có một chút xíu này thôi ha. Thì như vậy tức là cái vú này là ở những người mãn kinh lâu năm rồi, cái vú nó teo hết trơn rồi, cái thành phần mô vú thật sự á nó không còn là bao nhiêu hết trơn, mà nhìn có cái vú mình thấy toàn là mỡ không, mỡ chiếm ưu thế, thì cái đó gọi là vú mỡ. Và mỡ rất là nhiều, đồng nhất theo cái kiểu là chứa nhiều mô mỡ, thành ra cái vú này người ta gọi là đồng nhất nhiều mỡ nhá. Còn đến cái dạng thứ hai cũng là đồng nhất nhưng mà nó rất là nhiều mô tuyến, chẳng hạn như các bạn thấy đây là da, lớp mỡ với da có chút xíu cái này thôi nha, và sau đó là nguyên cái khối này đây là khối sợi tuyến. Khối sợi tuyến này nó chứa toàn là mô tuyến không, tức là trong đó chỉ toàn là cấu trúc của các thùy, các ống tuyến vú. Và đến cái dạng thứ ba cũng là đồng nhất, nhưng mà đồng nhất kiểu mô sợi. Các bạn thấy ha, da là mỡ với da và nguyên cái khối sợi tuyến này chỉ toàn là mô sợi, thành phần tuyến rất là ít đang xen vào bên trong. Thì như vậy á, với ba cái cấu trúc này, hoặc là nhiều mỡ, hoặc là nhiều tuyến, hoặc là nhiều sợi, và cái thành phần đó nó chiếm rất là nhiều trong cái vú, thì cái đó mình gọi là đồng nhất nha, đồng nhất mỡ, đồng nhất tuyến, hoặc đồng nhất sợi. Tại sao cái phân loại ra ba cái kiểu này là tại vì á, khi mà nó nhiều mô mỡ hoặc là nhiều mô tuyến thì vô hình chung nó làm cho cái nền của vú nó trở nên tối hơn. Và một cái ung thư, một cái u của vú thì thường cái màu của nó là độ cảm âm kém, thành ra nó cũng tối. Do đó hai cái tối nó gặp nhau thì nó rất là khó nhận diện được răng thường. Còn ngược lại đối với lại cái vú mà nhiều mô sợi là cái mô nền của nó trở nên sáng. Và nếu như một khối u mà nó tối, nó nằm trên cái nền này thì mình sẽ dễ dàng nhận diện ra. Như vậy thì khi mà mình mục đích mình phân biệt á, là vú này đồng nhất cái loại nào, để là khi mình nói lên mình nó đồng nhất cái loại nào, tức là mình đang muốn nói nó dễ nhìn hay là khó nhìn khi mà có một cái sắc hương nằm ở trong đó. Rồi bây giờ tới một cái dạng tiếp theo nữa là dạng không đồng nhất. Ví dụ như đây không đồng nhất mà là sợi tuyến. Để bạn nhìn thấy nó sợi thì nó màu trắng, và tuyến là nó những đang xen với nhau, những cái ống tuyến như thế này đây, thì đây là thành phần sợi tuyến. Nhưng mà cái sợi tuyến á, không nhất thiết là nó phải rải đều hết trên toàn bộ tuyến vú, mà là sẽ có những cái chỗ nó tập trung và có những chỗ nó ít hơn. Nhưng mà dù cho là nó tập trung như thế này thì cái điều mà các bạn cần phải lưu ý khi mà vú nó có nhiều thành phần tuyến bên trong là mình thấy phần lớn các tuyến này nó có cái kích cỡ bằng nhau, như vậy là bình thường. Còn nếu như bây giờ một cái chỗ mà nó có kích cỡ rất là lớn, mà trong khi những chỗ khác nhỏ nhỏ, chỉ riêng có một chỗ đó là thiệt là lớn luôn, và đối diện bên nó là không có cảnh đó nha. Tức là đối diện bên nó khác như là cái bên này mà mình phát hiện, thì cái đó coi chừng là bệnh lý. Thành ra là ví dụ như bây giờ các bạn tưởng tượng chẳng hạn như giờ tôi nói vị trí 12 giờ của cái vú bên phải nó có cái hình ảnh này, thì mình đặt đầu giờ qua 12 giờ của bên trái cũng hình ảnh như cha như vậy, thì đó là bình thường. Còn nếu cũng hình ảnh này thôi và nó chỉ có một bên kia nó không có, thì như vậy coi chừng cái đó không phải là bình thường, nhớ nhé. Rồi bây giờ tới cái dạng không đồng nhất thứ hai là sợi và mỡ. Đây là sợi, chỗ đen đen bên trong này là tuyến, và những cái cục này đây chính là mỡ. Tức là mỡ nó đang xen vào trong cái khối sợi tuyến đó. Tại sao mà nó có cái hình ảnh này? Sở dĩ nó tạo ra được cái hình ảnh này á là do cái người phụ nữ đó khi họ bắt đầu họ rơi vào cái giai đoạn gọi là thoái triển đi của tuyến vú. Có nghĩa là cái vú này càng ngày nó càng teo dần đi. Do cái ảnh hưởng của nội tiết, thành ra cái vú nó sẽ teo dần. Thì khi mà nó teo như vậy, tức là cái thành phần sợi và thành phần tuyến nó sẽ mất dần đi. Thì trong hai cái thành phần sợi và tuyến, cái tuyến là cái teo đầu tiên. Nó sẽ teo hết tuyến xong nó còn là sợi. Thì sau cái thành phần sợi nữa nó teo đi nữa thì cái vú nó trở nên chỉ toàn là mỡ nha. Thì bây giờ khi mà nó teo như vậy á thì nó không có teo theo cái kiểu là đồng loạt nó xẹt xuống như thế này, mà là để cho mà cái lớp mỡ ở phía trên nó dày, lớp mỡ phía dưới nó dày, và tuyến vú nó xẹp xuống, nó không phải cái kiểu như vậy. Mà bây giờ nó teo loang lỗ, có những chỗ nó teo và những chỗ nó chưa teo. Thì như vậy những cái chỗ mà nó teo á, thì cái lớp mỡ ở bên ngoài nó bắt đầu nó len vô. Ha, cái lớp mỡ bên dưới này bắt đầu nó len vô, nó tạo thành những cái lưỡi giống như mỡ vậy đó, nó bò vào trong. Thì chính những cái khúc đó nó làm ra thành những cái lỗ như thế này đây. Và là do mô mỡ từ bên ngoài nó len, nó luồn lách vào trong cái đó. Và trên một cái mặt cắt ngang của mình thì tình cờ mình phát hiện ra một cái cục giống như thế này, và mình tưởng đâu đó là mô vú, hoặc là một cái bướu. Thì á,
Khi mà các bạn cắt ngang, các bạn thấy một cục, xong các bạn sẽ xoay đầu dò từ từ để các bạn coi cái cục đó nó cắt liên tục với lại cái mô mỡ ở bên ngoài hay không. Nếu như mình nhìn ra được một cái sự liên tục từ ở phía trong đi ra cái mô mỡ phía bên ngoài thì như vậy đó là mô mỡ. Nhưng cái hình ảnh đó không phải lúc nào mình cũng có thể nhìn ra được. Do đó nhiều khi nó có những cái cục mỡ nó nằm len lỏi trong này, mình lại tưởng nó là cục bướm. Như vậy thì để làm sao mà mình phân biệt được? Mình phân biệt được thứ nhất á, là mình thấy những cái cục mỡ này ranh giới của nó như là mô cái bên rất là rõ ha, tại vì nó là mỡ bình thường, còn cái kia là mô vú bình thường, hai cái nó nằm sát vào nhau mà thôi, chứ còn nó không có mất ranh giới gì cả. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái độ hồi âm của nó y chang như là mô mỡ. Và cái thứ ba nữa là khi mình lấy đầu dò mình đè xuống thì các bạn nghĩ là mỡ nó mềm hay là nó cứng? Mềm. Thành ra khi mình lấy đầu dò mình đè cái này xuống thì nó sẽ bé, nó lún xuống, mô mỡ nó lún rất là nhiều. Thành ra chính vì vậy mà mình mới phân biệt được đó với là cái bướu. Tại vì cái bướu nó phải là chắc hoặc là cứng, còn trong khi mỡ thì nó rất là mềm, đè xuống là nó sẹp xuống. Do đó mình sẽ thấy cái hình ảnh này khi mình đè xuống thì mình thấy nó sẹp lét luôn. Thì như vậy mình biết chắc chắn đây không phải là bướu nhé. Thì tại sao mình phải phân biệt được cái bướu, cái vú mà không đồng nhất, sợi tuyến hay là sờ mỡ như thế này? Sợi tuyến là sẽ có những cái trường hợp mà ung thư vú nó không ra được những cái khối u mà nó tạo ra những cái hình ảnh giống như thế này thôi. Nếu mà các bạn mà không có quan tâm tới thì sẽ những trường hợp đó mình sẽ bỏ sót ung thư. Còn cái sợi mỡ là những cái cục mỡ như thế này, mình lại lầm tưởng nó là một khối u của vú. Như vậy thì mình nghĩ nó là khối u, mình phải làm cái gì? Mình phải làm sinh thiết, mình phải làm can thiệp. Thì như vậy cuối cùng mình chỉ đâm, mình lấy mô mỡ mà thôi nha. Thành ra là mình phải phân biệt để mình đừng có can thiệp vào những cái không cần thiết, hoặc là bỏ sót những cái đáng lẽ là mình phải can thiệp. Đó. Bây giờ nếu như mình làm siêu âm mà mình thấy có một khối u ở trên vú, cái này là khi nào nó thể hiện bằng u, mình thấy có khối u trên vú thì mình phải mô tả cái sang hương u đó theo cái tiêu chuẩn của ACE đưa ra. Và đây là cái bản phân loại BRAC 2013, thì tôi nghĩ là các bạn ở đây các bạn đã biết rất nhiều về cái này rồi. Bây giờ chỉ nhắc sơ lại là khi mà mình làm mô tả sang hương thì mình sẽ làm như thế nào. Thì giống như là tôi hướng dẫn với các bác sĩ, nó là nếu mà lâu lâu các bạn mới làm một lần thì các bạn nên in cái bản này ra để đó khi nào mình gặp cái dạng đó thì mình sẽ mở nó ra để mình đi từng bước một mình mô tả. Thì như vậy mình sẽ không có bỏ sót cái cách mô tả. Và chính vì cái chỗ mình không bỏ sót cái mô tả thì mình mới tiếp cận được với cái sang hương một cách chính xác hơn. Thì đầu tiên mình mô tả về hình thái. Hình thái thì mình có 3 dạng hình thái mà mình chỉ được quyền chọn một mà thôi, là hoặc là hình tròn, hoặc là hình bầu dục, hoặc là hình không đều. Như vậy thì cái sang hương đó hoặc là tròn, nếu không tròn thì có bầu dục hay không? Nếu nó không tròn, không bầu dục thì đương nhiên hình của nó là hình không đều nha. Mình chỉ được quyền chọn một. Cái thứ hai đó là trục của cái sang hương đó, tức là đường kính lớn nhất của nó đó. Đường kính lớn nhất của sang hương mà nếu nó song song với da hoặc là không song song với da, mình phải trả lời cái câu hỏi đó. Cái thứ ba nữa là cái đường bờ, tức là ranh giới giữa sang hương với là cái mô kế bên, là nó rõ hay là không rõ thì mình phải trả lời. Nếu nó rõ thì là thôi, còn nếu nó không rõ thì trong cái phần chi tiết của cái đường bờ không rõ thì mình sẽ gồm có các đường bờ như sau, tức là bờ không xác định, bờ tạo gốc, bờ tạo gai, bờ đau cung nhỏ. Thì tất cả những cái này thường gặp trong những cái tổn thương ác tính. Mà một tổn thương ác tính là một cái tổn thương không có đồng nhất. Thành ra là có thể là cái bờ của nó có chỗ thì rõ, có chỗ thì không rõ, do là không xác định được cái bờ, hoặc là bờ nó tạo gai, tạo gốc, tạo cung nhỏ gì đó. Nhiều thứ đó nó cùng xuất hiện trên cùng một sang hương. Rồi cái mặt phân cách của sang hương như là mô kế bên ha, thì mình có 3 loại. Một cái loại là nó có vỏ bao mỏng, một cái là không có vỏ bao, hoặc là nó có cái viền tăng âm bao xung quanh, hay mình quen gọi nó là cái halo, cái cua dày bao xung quanh cái sang hương. Rồi cái độ hồi âm của sang hương đó thì mình có 5 loại hồi âm. Một là hồi âm trống, là không có gì cả. Hai là hồi âm phức tạp, tức là chỗ thì trống, chỗ thì kém, chỗ thì dày, đủ thứ hết trên đó. Ba là hồi âm kém, bốn là đồng hồi âm, và cuối cùng là hồi âm dày. Khi mà mình mô tả những cái hồi âm kém, đồng hồi âm hay là dày thì mình phải so sánh nó với lại mô mỡ. Tại vì sao? Tại vì các bạn biết là cấu trúc của vú nó có thể là vú sợi, có thể là vú tuyến, có thể là vú mỡ, có thể đồng nhất hay không đồng nhất. Tức là cái phần mà mình đang quan tâm đó, nó cái bản chất của nó rất là đa dạng. Nó có thể thể hiện bằng cái chiếm ưu thế là sợi hay là tuyến. Nó làm cho cái độ hồi âm của nó thay đổi đi.
Nhưng mà mu mở thì không bao giờ thay đổi độ hồi âm. Và từ đứa con nít cho đến người già, ai cũng có mu mở hết. Thành ra chính vì vậy, khi mà mình nói là một cái răng thương đó, nó có độ hồi âm là kém, hay là đồng hồi âm, hay là echo dày, độ hồi âm dày, tức là mình đang so sánh nó với lại mu mở nhá. Rồi bây giờ một cái tiêu chuẩn tiếp theo nữa là âm phía sau lưng của khối u. Âm ở phía sau á, thì có thể là nó không đổi, nó căng âm, nó có bóng lưng hoặc là bóng lưng rất là mạnh, hoặc là nó không đều, có chỗ thì tăng, chỗ thì giảm, thì người ta gọi nó là âm kết hợp. Thì như vậy ha, ở đây mình có là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn mô tả của một cái răng thương dạng khối mà mình nhìn thấy được trên siêu âm. Tức là mình mô tả ngay tại cái cục đó thôi, cái khối đó thôi. Và tiếp theo đó là mình phải mô tả cái phần chung quanh cái khối đó, mình thấy cái gì. Chung quanh cái khối đó thì có các ống tuyến vú nè, có dây chằng Cooper nè, rồi có da, da nó có bị phù nề hay không, nó có dày da, nó có coi kéo da hay không, và cái mô vú kế bên nó có bị thay đổi cấu trúc gì nữa hay không. Thì tất cả những cái đó là thuộc về những cái mô mà bao chung quanh cái khối u. Thì như vậy ha, tóm lại một cái khối là mình sẽ có 6 tiêu chuẩn của mô tả, và tiếp theo đó là tiêu chuẩn của cái mô bao chung quanh. Bây giờ mình đi vào cái chi tiết về hình ảnh ha. Thì đầu tiên như nãy tôi nói với các bạn là về mặt hình thái, mình có 3 dạng hình thái và mình chỉ được quyền chọn một, hoặc là bầu dục, hoặc là tròn, hoặc là không đều ha. Thì nếu nó không tròn không bầu dục thì mình sẽ xếp là nó là nhóm không đều. Cái thứ hai nữa là trục. Trục thì mình có là trục song song với da hoặc trục không không song song với da. Thông thường những cái tổn thương lành tính thì nó có trục song song, và những tổn thương ác tính thì nó có trục không song song. Tại sao? Là tại vì những cái ung thư vú á, thì nó có khuynh hướng là nó xâm lấn ra da, xâm lấn cơ ngực lớn. Tức là khuynh hướng của nó là khuynh hướng xâm lấn. Mà cái xâm lấn á, thì nó không có đi theo cái ống tuyến, mà xâm lấn là xâm lấn ra ngoài. Thành ra khi mà mình mô tả đó, mình có mô chung quanh là như vậy. Tức là nó xâm lấn vượt ra ngoài cái tổn thương đó, mô chung quanh đó. Chính vì vậy mà mình mới có được cái hình ảnh gọi là nó xâm lấn ra da và xâm lấn cơ ngực lớn, thì nó làm cho cái trục của cái răng thương nó đổi trục đi. Còn trong khi những cái tổn thương lành tính thì nó có khuynh hướng là nó trải dài ra, trải dài theo cái đường đi của các ống tuyến. Thành ra là lành tính thì trục thường là song song với da, không thường nha. Còn ác tính là thường là vuông góc hoặc là xéo. Rồi bây giờ tới đường bờ thì mình có hai nhóm đường bờ. Một cái là đường bờ rõ, còn một cái là đường bờ không rõ. Thì đây là hình ảnh của cái đường bờ rõ. Các bạn thấy đây là răng thương và đây là mô chung quanh. Thì mình thấy cái đường bờ của nó và mô kế bên rất là rõ, rất là nét ở đây. Cái này là răng thương và cái này là mô chung quanh ở đây. Thì cái đường bờ này cũng rất là nét, nhưng mà đường bờ này thì mỏng, đường bờ này thì dày nha. Nó dày nhưng mà nó đều, nó dày đều và nó bao tròn hết chung quanh. Cái này thì mỏng và cái này thì dày đều. Còn đây là cái răng thương không có đường bờ. Các bạn nhìn vô họ thấy nó không thấy giới hạn ở đâu, ở đường bờ đâu hết nha. Thì mình có là đường bờ rõ, thường gặp trong những tổn thương lành tính, và đường bờ không rõ thì là những tổn thương ác tính. Quay trở lại đây chút xíu nha. Trong tất cả những cái tiêu chuẩn này, cái chỗ nào mà tôi viết nó màu đỏ thì thường gặp trong những cái tổn thương ác tính nha. Và các bạn nên nhớ là các tổn thương ác tính vì tính cách đa dạng của nó, thành ra nó có thể có nhiều cái tiêu chuẩn màu đỏ này trên cùng một răng thương. Rồi mình đi tiếp tới cái tiêu chuẩn tiếp theo, đó là bờ không rõ. Nếu mà mình nói bờ không rõ thì mình sẽ có 4 cái định nghĩa của cái bờ không rõ. Là gồm có bờ không xác định được, đây là bờ không có xác định. Bờ tạo gốc, các bạn thấy ha, nó nhô lên những cái nhọn như thế này đây. Cái phần mô bướu nó tạo thành những cái gốc nhô lên như thế này. Còn bờ đa cung nhỏ là những cái phần lăng tăng bao chung quanh đây. Cung như thế nào được gọi là cung nhỏ? Thì người ta không hề có một cái số đo bao nhiêu mm gọi là cung nhỏ, mà chỉ có một cái cung lớn thôi. Cung lớn là sao? Cung lớn là mình nhìn vô cái mình thấy được cái cung như đó gọi là cung lớn. Tức là nhìn vô ai cũng phải nhìn nhận nó hết. Còn cung nhỏ là cái cung mà khi nào mình cố gắng mình nhìn thì mình chỉ thấy nó hơi lăng tăng chút xíu, cái đó gọi là cung nhỏ. Có những cái cung nhỏ mình nhìn vô rất là rõ, nhưng mà phải có những cái cung nhỏ các bạn nhìn, các bạn đôi khi các bạn phải phóng to hình ảnh ra các bạn mới thấy được cái sự lăn tăng của cái bờ của nó, thì cái đó gọi là cung nhỏ. Rồi định nghĩa tiếp theo nữa là cái gai, các bạn thấy ha, tua gai xung quanh như thế này đây đó. Thì như vậy thì khi mà mình nói là một cái bờ không rõ thì mình phải nói là không rõ là do cái bờ đó mình không xác định được,
hay là bờ có tạo gốc, tạo gai, tạo cung nhỏ, thì một cái tổn thương ác tính nó có thể chứa bốn cái tiêu chuẩn này trên cùng một cái tổn thương ác tính luôn nha, chứ không nhất thiết là phải một mà thôi. Rồi bây giờ cái mặt phân cách của sang thương hay là mô kế bên thì mình có là có vỏ bao hay là không có vỏ bao, chẳng hạn như đây các bạn nhìn thấy giới hạn thì rất là rõ luôn, bờ đường bờ rất là rõ nhưng mà không có vỏ bao. Còn cái này cũng đường bờ rất là rõ nhưng mà nó có vỏ bao mỏng ở đây nè, này cũng có đường bờ rất là rõ, vỏ bao mỏng đây, chỗ này của vỏ bao các bạn thấy rất là rõ, còn chỗ này có vỏ bao các bạn thấy nó không được rõ lắm, tại vì cái mô vú nó chồng lên đây. Ở đây cũng vậy, cái vỏ bao chỗ này nó bị cái mô vú cùng cái hồi âm với nó nằm sát một bên luôn, áp vào nó, thành ra lúc đó mình sẽ không việc phân biệt được cái bờ của nó một cách rõ ràng. Như vậy thì cái đường bờ này của nó đó có một chỗ nó bị che khuất bởi cái mô vú nó kế bên, nó kế một bên nó che khuất lại. Thì khi mà làm trên thực tế á, nếu mà mình đặt cái đầu dò mà nó bệnh nhân đang nằm, mình đặt cái đầu dò vuông góc xuống với cái người ta như thế này, thì như vậy cái chỗ này nè là cái chỗ tiếp xúc dễ nhất, thành ra cái đường bờ phía trước, đường bờ phía sau là mình rất là dễ thấy. Nhưng mà ngược lại cái bên hông của cái u là cái chỗ mà nó bầu dục như thế này đây, thì nhiều khi cái sóng âm của mình nó sẽ không ôm sát được cái đường bờ, thì lúc đó mình dễ bị cái tình trạng là bị cái mô vú kế bên nó che khuất một phần. Thì trong những trường hợp như vậy mình phải nghiêng cái đầu dòi phía bên đó, ví dụ mình nhìn thấy bên này cái bờ nó không rõ thì mình phải nghiêng cái đầu dòi phía bên này, đè xuống phía bên này lại. Thì lúc đó đến chi? Để mình làm giảm cái độ dày của mô vú, thì mình tăng cái độ ly giải của cái màn hình ha. Thì lúc đó mình sẽ thấy rõ được cái đường bờ bên này. Thành ra trước khi mà mình kết luận là cái sang thương này nó có cái đường bờ một phần mình không xác định được, vì sang thương nó che, vì mô vú nó che khuất á, là mình phải làm những cái động tác đó. Tức là mình nghiêng về phía cái góc bên này, nghiêng về phía cái góc bên nào mà mình cảm thấy là bị che khuất, mình nghiêng về phía bên đó, mình đè, mình nén lại, mình thấy là mình vẫn không thấy rõ được, thì lúc đó mình mới nói là đường bờ nó bị che khuất một phần nhé. Rồi tới cái tiếp theo nữa, cái này là mình thấy là cái vỏ bao này rất là mỏng và vỏ bao này nó dày. Các bạn nhìn thấy sang thương này đây ha, cái vỏ bao rất là dày bao chung quanh này đây nha. Và cuối cùng này, đây mình thấy là sang thương này đây, cái bờ của nó chỗ này là mình không xác định được, còn ngược lại cái bờ chỗ nó, các bạn thấy cái chỗ này nó tăng âm rất là rõ này ha, tăng hồi âm đây rất là rõ. Chỗ này không có sáng, cái chỗ này rất là sáng, chỗ này cũng rất là sáng. Đó, thì cái này mình gọi là cái viền của dày chung quanh, tức là cái viền sáng và chung quanh sáng. Thì như vậy á, trên cái hình này các bạn thấy nè, chỗ này không có viền sáng, chỗ này có cái viền tăng âm từ 8 giờ cho đến 10 giờ. Từ 1 giờ, 12 giờ cho đến 2 giờ mình cũng có cái viền tăng âm. Xong rồi từ 3 giờ cho tới 6 giờ thì cũng không có. Như vậy thì cái viền tăng âm này chỗ có chỗ không, đúng không? Cái thứ hai nữa là chỗ dày chỗ mỏng không có đều. Như vậy thì một cái sang thương mà có hình thái không đều, có cái viền tăng âm chỗ dày chỗ mỏng thì thường chỉ gặp trong tổn thương ác tính mà thôi. Tại sao nó ra được cái hình này, nó ra được cái vùng mà tăng âm như thế này đây, là do ngay tại cái vùng đó cái mật độ của tế bào ung thư nó rất là dày đặc và nó xâm lớn vào mô kế bên, mô bình thường kế bên rất là nhiều. Chính khi mà nó xâm lớn vào mô kế bên như vậy thì cái cơ chế bảo vệ của cơ thể mình á là phải đưa đại thực bào tới để mà nó ăn những cái gì đó lạ. Cái thứ hai nữa là nó phải sơ hóa cái khối đó để cho nó đừng có tấn công vào mô xung quanh nữa. Thì chính vì vậy nó tạo thành một cái vùng tăng âm rất là mạnh, do cái mật độ tế bào nó tăng lên, do cái tình trạng sơ hóa nó tăng lên. Thành ra khi mà mình rờ một cái khối u ung thư á, mình rờ mình cảm nhận bên ngoài mình cảm giác là nó cứng. Nó cứng là do cái gì? Do cái này, do hiện tượng sơ hóa nó gây ra. Do thành ra là khi mà mình thấy cái hào quang, một cái halo sáng bao xung quanh như thế này mà dày mỏng không đều như thế này đây, thì mình biết chắc chắn là có những cái vùng xâm lấn không đều trên cái sang thương đó. Và như vậy á, khi mà mình làm sinh thiết, mình làm tế bào học F&A thì mình nên lựa vào những cái vùng này để mình đi, là tại vì mình biết chỗ đó tế bào nó rất là nhiều, tế bào bất thường rất là nhiều, mình lấy thì mình sẽ thành công. Còn chẳng hạn như đây là cái vùng ít nè, mà các bạn vô chỗ này thì cái mật độ tế bào nó sẽ thưa, thì như vậy cái khả năng các bạn lấy được tế bào bất thường nó sẽ ít hơn nhé. Rồi bây giờ tới cái độ hồi âm, thì đầu tiên mình có là hồi âm trống. Trống có nghĩa là sao? Trống tức là trong cái sang thương đó nó không có
một cái phản âm gì cả thì mình gọi là trống. Như vậy thì đây là hai cái hình của hồi âm trống, tức là trong sang thương mình không nhận thấy một tín hiệu gì cả nha. Nhưng mà đối với cái sang thương này, bên trong lòng của nó không có tín hiệu, nhưng mà ngược lại đây một sang thương có vỏ bao rất là rõ, vỏ bao mỏng đều, có tăng âm phía sau, có bóng lưng bên này nọ đủ hết. Cái này thì ai cũng biết rồi ha, cái này là cái gì? Là nang đơn giản. Mình sở dĩ mình biết được nó nang đơn giản là tại vì sao? Là nhờ cái phần này, là nhờ cái phần giới hạn, chứ không phải là nhờ cái ruột. Cái ruột bên trong có gì hết, ruột bên trong chỉ là hồi âm trống. Còn trong trường hợp này, bên trong nó là gì? Cũng là trống, không có gì hết. Nhưng mà đây là một cái ung thư rất là rõ, là tại vì sao mình biết? Là mình biết thì nhờ cái đường bờ. Ha, cái bờ nó chỗ này có cái viền tăng âm, chỗ này thì nó có gai. Ha, chỗ này nó có gốc, chỗ này nó có gai, và âm phía sau của nó là bóng lưng rất là mạnh. Đó, thì mình biết được nó ác tính là nhờ những cái dấu hiệu xung quanh, chứ không phải là nhờ cái nội dung bên trong. Nha, nội dung bên trong hai cái y chang như nhau hết. Đó. Như vậy thì đối với lại cái hồi âm trống, nó có thể gặp trong cái nang đơn giản, cũng có thể gặp trong một cái tổn thương ác tính. Và tổn thương ác tính này tại sao mà nó ra được cái hồi âm trống như thế này? Nó ra hồi âm trống là tại vì cái mô sơ ở đây nó quá nhiều. Và khi sóng âm nó đi xuống đây thì nó bị cái mô sơ cản lại hết rồi, nó không còn âm đi xuống nữa, thành ra nó mới tạo ra cái trống. Và như vậy điều đó nó nói lên cái gì? Nó nói cái bướu này nó mềm và nó cứng, cứng rất là cứng luôn. Thành ra khi mà các bạn làm rờ vô cái cục đó, bạn sẽ thấy nó rất cứng nha. Rồi bây giờ tới cái tiếp theo nữa là hồi âm dày. Dày tức là dày so với cái gì? Khi mình nói dày tức là dày so với gì? Mô mỡ. Như vậy thì mình thấy đây là mỡ, và đây là cái này nó dày hơn mỡ, đúng không? Nó dày hơn mỡ. Thì thông thường đối với lại cái vú, một cái tổn thương mà dày hơn mô mỡ thường là lành tính, và thường là bình thường. Chẳng những là lành tính mà còn là bình thường. Bình thường tại vì sao nó bình thường? Chẳng hạn như hồi nãy tôi nói với các bạn, mình trở lại cái hình cấu trúc của vú. Đây là cái vú sợi mỡ, đúng không? Khi mà nó phát triển thì bắt đầu là mô vú nó teo dần đi, nó mất dần mô vú và mô mỡ nó tăng lên. Và trong quá trình nó tăng như vậy á, thì mỡ ở đây nè, với lại mỡ trước là hai cái này nó ăn thông với nhau, nó đi liên tục với nhau và nó cắt đôi cái vú ra, đúng không? Phần nửa bên này vẫn còn mô vú, phần nửa này vú, nhưng mà cái đường mỡ nó đi vào giữa. Thì khi mà cái đường mỡ mà nó bao bọc chung quanh một cái cấu trúc của vú thì cái đó người ta gọi là đảo tuyến. Tức là lúc đó cái tuyến vú nó chơi vơi một mình nó, chung quanh là mỡ. Giống như là cái cồn ở dưới sông vậy đó ha, chung quanh là nước, chỉ có một mình nó nổi lên thôi. Thì chính những cái lúc đó mình dễ lầm tưởng cái cục đó đó là bướu nha. Tại vì nó chơi vơi một mình nó, còn chung quanh của nó là mô mỡ. Thì như vậy để làm sao mình phân biệt được cái này là vú hay cái này là một cái bất thường của vú, thì mình nhìn lại cái cấu trúc này. Cấu trúc này mình thấy đây là mô sợi và cái những cái ống tuyến nào bên trong, tức là nó y chang như mô vú bình thường, chỉ có điều là nó nằm độc lập một mình nó mà thôi. Đó, thì như vậy thì đây là cái bình thường. Thì trong trường hợp này các bạn có thể mô tả nó bình thường cũng được. Nhưng nếu bệnh nhân đến khám với mình là vì họ than phiền với mình là họ sờ thấy có một cái khối, một cái mảng gì đó vú vú, và ngay tại cái vị trí đó mình nhìn thấy cái hình ảnh này ha, mình biết cái này là bình thường thôi, nhưng mà ngược lại lâm sàng nó thấy, lâm sàng sờ thấy. Tại sao lâm sàng sờ thấy? Các bạn cứ tưởng tượng đi, chung quanh nó là mỡ là nó mềm. Bây giờ có một mình cục vú thì nó chắc hơn, cái mật độ của vú nó toàn là mô sợi mà, nó sẽ chắc hơn cái mô mỡ. Do đó khi mình rờ trên lâm sàng á, mình sẽ cảm nhận lâm mềm mềm mềm, tự nhiên cái chỗ đó nó gợn lên, nó chắc hơn. Mà nếu bây giờ mình làm siêu âm mà mình trả lời là bình thường không có gì hết, thì người ta sẽ thắc mắc liền, bản thân lâm sàng thắc mắc. Chờ tôi rờ tôi thấy gì mà trả lời là bình thường. Hoặc ngay cả bệnh nhân cũng vậy, bệnh nhân đó là bệnh nhân rờ thấy rất rõ, mỗi lần ngừng hành kinh nó căng lên, nó đau lên, nó rõ lắm này nọ, mà mình trả lời bình thường á thì người ta sẽ không chịu, đúng không? Thì trong những trường hợp đó mình trả lời là thay đổi sợi bọc ha. Thì tại vì sao? Vì thay đổi sợi bọc là bình thường, mà bình thường là ai cũng có thay đổi sợi bọc ha. Thành ra mình trả lời như vậy á thì là lúc nào mình cũng đúng hết trơn đó, và người ta không có trách mình được nhá. Rồi, và một cái trạng thái khác nữa của vú là đây. Chẳng hạn như các bạn nhìn thấy á, đây là cái hình mà mô vú nó đang mỏng mà ha. Cái này là vú, này là vú gì đây? Sợi, đúng không? Vú này là vú sợi đồng nhất. Rồi.
mình nhìn thấy là da nè, lớp mỡ là cái phần màu đen đây, cái mỡ chỗ này nó dày, mỡ chỗ này nó dày, chỗ này nó mỏng là vì sao? Mô vú đây nó nhỏ, các bạn thấy không, mô vú nó nhô cao lên như thế này, thì cũng giống như cái trường hợp bên này thôi. Tức là khi mà người ta rờ trên lâm sàng, mô mỡ này nó dày, mô mỡ bên này nó dày, thì mình rờ mình cảm thấy mềm, tới cái phần mô mỡ nó mỏng và mô vú dưới nó dày, mình sẽ thấy nó chắc, xong sau đó nó mỏng, thì nó mô vú nó mỏng mà mỡ nó dày, mình thấy mềm trở lại. Thành ra nguyên cái mảng này, cái cảm giác của nó cũng y chang như là cái chỗ này. Ha? Về mặt hình ảnh mình có thể thể hiện bằng hai cái hình thức khác nhau, nhưng về lâm sàng thì người ta chỉ cảm nhận một mà thôi. Đó, thì trong những trường hợp này bắt buộc là mình phải mô tả đây là thay đổi sẹo bọc, chứ không thôi là người ta sẽ nói là người ta cảm nhận được mà mình học gì cả nhé. Rồi, và cái này là bình thường ha. Rồi bây giờ tới một cái dạng thứ ba là cái độ hồi âm hỗn hợp. Hỗn hợp có nghĩa là nó có ít nhất là hai thành phần trong đó. Thì các bạn thấy như đây là một cái cấu trúc này là nang và bên trong nó có chồi, đúng không? Thì là thành phần mô đặc. Và cái thành phần mô đặc này nó có độ hồi âm như thế nào so với mỡ? Như thế nào so với mỡ? Dày hơn mỡ. Và đồng nhất không? Không đồng nhất nhá. Dày hơn và không đồng nhất. Rồi, đây cũng vậy, hay là một cấu trúc nang có thành phần mô đặc bên trong. Và thành phần mô đặc này thì sao so với mỡ đây? Hơi kém hơn mô mỡ nhá. Còn đây là một cấu trúc đặc hoàn toàn, không có nước bên trong, nhưng mà hồi âm của nó cũng không đồng nhất. Có những chỗ hồi âm rất kém, đang xây cái hồi âm dày hơn. Thì như vậy ha, khi mà nói một hỗn hợp thì thường là chắc chắn là bệnh lý. Bệnh lý có thể gặp là cái gì? Ví dụ như nang có cái chồi bên trong, đó là một cái bướu mà nó nằm ở trong cái nang, hoặc là một cái bướu đặc hoàn toàn như thế này, hoặc là cái gì, hoặc là một cái chấn thương nó tạo thành khối máu tụ. Thì các bạn thấy là khối máu tụ nó đâu có đồng nhất đâu, bên trong nó còn có những cái cục máu đông này nọ bên trong đó, thì nó sẽ làm cho hồi âm hỗn hợp. Như vậy thì hồi âm hỗn hợp chắc chắn là phải bệnh lý, lành hay ác thì tùy theo, nhưng mà chắc chắn là không bình thường. Rồi bây giờ tới cái hồi âm kém. Kém là kém so với lại mô mỡ ha, thì mình thấy đây là hồi âm kém hơn so với mô mỡ. Tức là cái sang thương này nó là hình gì đây? Hình thái là hình gì? Tròn, bầu dục hay không đẹp? Hơi tròn, đúng không? Có vỏ bao không? Có vỏ bao, khá là mỏng. Nhưng mà đều không? Chỗ này mỏng, chỗ này dày. Ha, tức là vỏ bao không đều nhá. Và cái hồi âm của nó thì kém hơn so với là mô mỡ nha. Còn đây là một cái sang hương, hình thái này hình gì đây? Tròn bầu dục không đều, không tròn không bầu dục thì là không đều, chứ không có cái hình này, không có hình nào là hình này hết ha. Hình tròn là bầu dục là không đều. Rồi bờ của nó thì sao đây? Rõ hay là không rõ? Nếu không rõ thì sẽ có là không xác định bờ tạo gai, bờ tạo góc và tạo cung nhỏ. Như vậy thì nó là gì? Có cung không? Có cung ha. Và có những chỗ bờ không xác định. Tức là chỗ này là bờ không xác định, chỗ này là bờ rất là rõ này nha, chỗ này là bờ không xác định, chỗ này là tạo những cái cung này nha. Và nó có đồng nhất không? Không đồng nhất, kém hơn mô mỡ và không đồng nhất nha. Rồi, bây giờ mình qua tới cái hình tiếp theo. Đây. Các bạn nhìn ra sang hương nằm đâu không? Đây là một cái sang hương mà đồng hồi âm. Đồng hồi âm và hồi đồng hồi âm với mô mỡ. Như vậy thì nó và mỡ là một màu như nhau. Đúng không? Bây giờ các bạn nhìn trên cái hình này, các bạn nhìn ra được sang hương nằm đâu không? Rất là khó nhận diện, đúng không? Sang hương ở đây. Đó. Đây là da, đây là lớp mỡ dưới da, đây là mô vú nè. Cái vú này nó rất là ít vú, tại vì chỗ này là mô sợi, phía dưới này là mô mỡ. Tức là vú này toàn là mỡ không à. Và nó có một chút xíu mô sợi đây nha, tức là vú một loại là vú mỡ mà không có đồng nhất. Rồi, vú sợi mỡ á. Và trong cái thành phần của mô mỡ đây nè, đây là dây chằng Cooper. Dây chằng Cooper và cái bướu nó nằm chỗ này. Các bạn nhìn ra được không? Rất là khó nhìn ha. Đây cũng vậy. Đây là cái vú da mỡ khối sợi tuyến ở đây với rất nhiều mô mỡ, và cái sang hương nằm ở chỗ này đồng hồi âm với mô mỡ.
Như vậy thì cái vú toàn là mỡ mà sang hương thì giống mỡ. Như vậy thì các bạn dễ nhìn ra nó hay khó nhìn ra nó? Rất là khó. Nhưng trên lâm sàng thì các bạn tưởng tượng ra đi, da là đây nè, lớp mỡ có chút xíu là đụng tới cục bướu rồi, đúng không? Đây cũng vậy, là da mà tới lớp mỡ là đụng tới cục bướu rồi. Mà như vậy á, mỡ thì mềm, bướu thì chắc. Thành ra khi lâm sàng họ rờ thì họ dễ tìm ra được sang hương hay khó tìm? Rất là dễ. Là tại vì khi vừa qua lớp mỡ tí nó thấy có một cục lợn cợn ngay dưới cái lớp mỡ, trong cái lớp mỡ da họ cảm nhận được rất dễ. Nhưng mà mình nhìn ra, đúng không? Mình nhìn không ra. Thành ra trong những trường hợp này về phía siêu âm mình rất dễ bỏ sót, tại vì nó không có sự khác biệt về hồi âm. Nhưng mà lâm sàng thì nhìn rất là dễ. Thành ra do đó đó, mình bỏ sót thì lâm sàng họ sẽ trách mình câu là gì? Trời ơi, cục bướu nó rõ mồn một như thế này đây nè, mà nó siêu âm nó không thấy gì hết ha. Là rõ ràng là tại vì nó rất giống mỡ và nó không có hình ảnh gì, nó không có hình ảnh halo, nó không có gai, nó không có góc, nó không có gì hết. Thành ra mình không nhìn ra được nó nha. Do đó để tránh những cái trường hợp này á, thì người ta mới khuyên mình là trước khi siêu âm là mình phải làm siêu tay ha. Mình phải siêu tay trước rồi mới làm siêu âm. Thì siêu tay thì mình sẽ phát hiện ra những cục này, như vậy thì mình làm siêu âm mình không có bỏ sót nha. Thành ra là nếu mà mình đóng bệnh quá, mình không thể nào mình khám được cho người ta, thì đương nhiên trong những trường hợp mình phải hỏi bệnh nhân là có cục bướu nào không. Nếu mà đi khám vì cục bướu thì ít ra họ cũng điểm cho mình cái vị trí của cục bướu rồi, để mình tránh bỏ sót những trường hợp này nhé. Rồi, bây giờ mình qua tới cái phần tiếp theo là âm ở phía sau lưng khối u. Âm phía sau lưng khối u thì đây, các bạn nhìn thấy đây là khối u. U này hình gì đây? Tròn hay bầu dục? Không đều ha. Bờ nó có rõ không? Không rõ. Bờ nó có gai không? Có góc không? Có chỗ nào không xác định không? Có không? Không xác định ở vị trí mấy giờ? 5-6 giờ, đúng rồi. Nhưng mà âm phía sau lưng của nó thì hoàn toàn không đổi. Các bạn muốn biết được âm phía sau lưng có đổi hay không thì mình nhìn âm phía sau lưng khối u và mình so sánh với lại cái âm kế bên không có u ha, cùng mức với nhau thì mình thấy nó y chang một màu như nhau, thì mình gọi là âm không đổi nha. Âm không đổi. Hai cái hình này là những ung thư rất là rõ ha, nhưng mà âm phía sau lưng thì không đổi. Còn đây là một cái khối tương đối là tròn, bờ rất là rõ đây ha, bờ rõ và có bóng lưng bên. Nhờ. Âm phía sau lưng thì sao đây? Tăng âm, tăng rất đều từ bờ bên này qua bờ bên này. Rồi, bây giờ các bạn nhìn thấy là ở đây là bờ rõ, ở đây là bờ không rõ. Bờ chỗ này thì sao? Không xác định, đúng không? Hai vị trí này là không xác định. Nhưng mà nó có cái gì? Nó có dấu lưng, bóng lưng bên. Bóng lưng bên là sao? Bóng lưng bên là, ví dụ như đây là một cái khối u. Các bạn để cái sóng âm xuống như thế này, đầu dọc để xuống như thế này. Thì một khối u mà nó có vỏ bao rõ, khi sóng âm nó xuống á, mà nó tiếp tuyến được với cái vỏ bao nha. Vỏ bao là mô gì? Mô sợi. Nên tiếp tuyến được với vỏ bao, chính cái mô sợi đó nó cản âm, nó không cho đi xuống nữa. Đó, mình mới có bóng lưng bên. Như vậy thì á, một cái sang hương mà nó có bóng lưng bên, điều đó có nghĩa là nó có vỏ bao ở bên, đúng không? Mặc dù mình nhìn thì không rõ, nhưng mà nó nói cho mình biết là giới hạn bên của nó rất rõ luôn. Như vậy thì trước rõ, sau rõ, hai bên cũng rõ nha. Và cái sóng âm này nó tăng âm rất là đều từ bờ bên này qua tới bờ bên này. Như vậy đây là một tổn thương lành tính, rất là điển hình của một cái bướu lành. Còn đây là bóng lưng mạnh ở phía sau ha. Và cái hình này thì các bạn nhìn thấy nè, đây là sang hương nằm ở vị trí này nha. Và cái chỗ này thì nó giảm âm, chỗ này thì không đổi. Có nghĩa là âm nó không có đều, chỗ thì giảm mà chỗ không đổi. Còn cái u nằm đây, chỗ này thì giảm, chỗ này thì sao? Tăng âm, tức là cũng không đều luôn, âm phía sau không đều. Thì âm mà kết hợp như thế này thì thường gặp trong những tổn thương ác tính. Tại vì sao? Tại vì một cái tổn thương ác tính là một tổn thương không đồng nhất. Nó nội dung bên trong đã không đồng nhất, thành ra nó thể hiện ra cái phía sau này cũng không đồng nhất luôn. Rồi, bây giờ tới mô chung quanh. Thì như nãy tôi nói với các bạn rồi ha, là mình mô tả tại chỗ. Tại chỗ mình sẽ có cái gì? Mình sẽ có là hình thái, mình sẽ có cái đường bờ, mình sẽ có cái giới hạn, mặt phân cách, mình sẽ có độ hồi âm, mình sẽ có cái âm ở phía sau ha. Và rồi cuối cùng là cái trục của sang hương nữa. Và xong sau đó
thì mình sẽ có cái mô chung quanh như thế nào. Chẳng hạn như các bạn nhìn đây, mô chung quanh nó đầu tiên là mình nói tới chuyện ống tuyến vú, tại vì bao chung quanh khối u toàn là mô vú mà. Thì mình ra mình sẽ nói tới ống tuyến vú. Ống tuyến vú mình nhìn đây, đây là ống tuyến nè, các ống tuyến. Các bạn thấy ống tuyến chỗ này đường kính nó nhỏ xíu, ống tuyến này lớn hơn, chỗ này rất là to. Nhưng mấy cái chỗ này á thì độ hồi âm của nó là trống. Nhưng mà chỗ này thì có hồi âm bên trong ống không? Có, nó có thành phần mô đặc ở bên trong cái ống đó. Và để xác định đây là mô đặc thì trong những trường hợp này các bạn nên lấy đầu dò, các bạn đè xuống một cái. Nếu các bạn thấy mà cái này nó không bị xẹt đi, cái này nó không xẹt đi, có nghĩa nó là choáng chỗ, nó có cái thể tích của nó không choáng chỗ. Còn thành ra mình đè xuống là nó không thay đổi. Còn nếu như nó là một cái cặn, một cái chất cặn nó lắc ở trong đó, thì khi mình đè xuống thì cái cặn nó mềm mà, nó đâu có kết dính với nhau được. Thành ra khi mình đè xuống thì nó sẽ dẹp cái ống đi nha. Thành ra để phân biệt, đôi khi cái cặn nó tụ lại thành một cục, thì mình tưởng đâu là mô đặc, thì mình lấy đầu dò mình đè xuống, tặng cặn nó sẽ trải ra. Còn trong khi nếu là mô đặc thì mình đè xuống nó vẫn y chang như vậy, nó không có bị dẹp đi nha. Rồi bây giờ trên cái hình này các bạn thấy đây là khối u. Khối u này nè ha, cái hình mô tả hình thái thì sao đây? Không đều, trục, vuông góc, đường bờ không rõ. Không rõ với cái là gai nè ha, không xác định ha. Âm phía sau giảm. Và mô chung quanh các bạn thấy đây là ống tuyến nha. Cái ống tuyến này nó, tức là cái xăm hương nằm đây, nó xâm lấn vào ống tuyến, nó gây giãn ống tuyến đây. Và trong cái ống tuyến bị giãn này có chỗ nó chứa mô đặc bên trong luôn. Như vậy đây là hình ảnh xâm lấn rất là rõ của một cái ống tuyến vú kế bên nha. Đây cũng vậy ha, mình thấy một cái khối hồi âm kém hơn một chút xíu so với mô mỡ. Bản thân cái khối nó là đây, nhưng mà mô chung quanh, ống tuyến chung quanh các bạn thấy không? Nó xâm lấn len len vào trong cái ống tuyến nó luôn. Thì hình ảnh xâm lấn rất là rõ trên cái ống tuyến vú nha. Rồi cái đó là xâm lấn ống tuyến vú. Còn đây là hình ảnh xâm lấn co kéo cái dây chằng chung quanh. Chung quanh vú á, nó có những cái dây chằng treo vú thì người ta gọi là dây chằng Cooper. Thì nó co kéo, nó làm những cái dây chằng này nó hội tụ về với nhau như vậy. Rồi bây giờ trên cái hình ảnh này, các bạn nhìn vô các bạn sẽ thấy đây là lớp da đúng không? Dưới da là mình có gì? Mỡ dưới da, sau đó là khối sợi tuyến, sau khối sợi tuyến là mỡ sau vú, và cuối cùng là cơ ngực lớn. Như vậy thì các thành phần của nó, các lớp lan của nó từ ngoài vào trong mình thấy rất là rõ. Chẳng hạn như hình này cũng vậy ha, mình thấy da, mỡ dưới da, mỡ rất là dày, không có thấy mô vú đâu nữa hết, và cuối cùng là cơ ngực lớn là đây. Tức là vú này chỉ toàn là mỡ không, đúng không? Mình không thấy được vú. Và cũng bệnh nhân này đến cái vùng mà họ bị săn thương, họ bị bất thường, họ đi khám vì cái bất thường của vú. Thì các bạn nhìn trên cái vùng vú bất thường này đây nè, chỗ nào là da, chỗ nào là mỡ dưới da, chỗ nào là cơ ngực lớn, các bạn nhìn ra được không? Không phân biệt được các lớp lan nữa. Và trong cái vùng tăng hồi âm lan tỏa như thế này, mình sẽ có những cái cấu trúc ống ha, cái nhỏ thì nó chạy dài từ ở phía nông nó đi vào sâu như thế này. Thì đây chính là hình ảnh phù nề da, phù nề mô vú do cái tắc mạch bạch huyết, và nó gây giãn mạch bạch huyết đây. Hình ảnh này là hình ảnh của giãn mạch bạch huyết. Thì như vậy khi mà có hình ảnh phù nề da, mô dưới da do cái ung thư vú á, thì lúc đó nó sẽ làm cho mất cái ranh giới, mất đi cấu trúc bình thường của cái mô, của cái cấu trúc vú, và nó làm cho tất cả đều trở nên một cái màu như thế này ha, và mình không còn thấy được cấu trúc bình thường nữa. Thì cái dạng này thường gặp trong ung thư vú dạng viêm nha. Tại vì sao? Ung thư vú dạng viêm nó cũng là một ung thư bình thường như là bao nhiêu ung thư vú xâm lấn khác thôi. Nhưng đặc điểm của ung thư vú dạng viêm á là cái tế bào ung thư này nè, người ta gọi nó là ái mạch lympho, tức là nó rất là hay xâm lấn vào mạch lympho. Và khi nó xâm lấn mạch lympho nó sẽ làm cái tắc mạch, và khi nó tắc mạch lympho thì nó sẽ gây giãn ở những chỗ khác, ở những cái thượng lưu. Thì chính vì nhờ nó giãn như vậy mình thấy được cái hình ảnh này. Rồi ung thư vú dạng viêm là một loại ung thư vú thường hay gặp ở người phụ nữ trẻ, người da vàng và da đen thường gặp hơn là người da trắng nha. Thì vì cái ung thư vú này nó ái mạch bạch huyết, thành ra nó rất là hay gây tắc mạch bạch huyết, do đó nó thường hay cho di căn hạch rất là sớm. Mà siêu âm thì phần lớn trường hợp, 50% trường hợp là không tìm thấy được săn hương.
50% trường hợp còn lại mình có thể thấy được một cái sân hương rất là không rõ nét. Chẳng hạn như đây, các bạn nhìn thấy cái vùng chung quanh này là nó viêm phù nề hết rồi, không thấy gì được nữa hết. Và trong cái đó nó có một cái chỗ hơi giảm âm chút xíu thôi. Như vậy thôi, đó là ung thư rồi đó nha. Thật ra nếu mà các bạn chịu khó, các bạn tìm, các bạn nghĩ là mình sẽ cố gắng mình tìm một cái gì đó bất thường trong cái vùng mà tăng âm như thế này, thì mình mới tìm ra được những cái cấu trúc này. Nhưng mà những cái này chỉ chiếm có 50% thôi. Còn 50% trường hợp còn lại là các bạn sẽ không thấy sân hương đâu hết. Rồi. Thì tôi mở mặt tôi nói chút xíu về cái ung thư vú dạng viêm. Đây là người ta định nghĩa đó, một loại ung thư tiên lượng rất là xấu. Nó xấu vì nhiều lý do. Thứ nhất, đây là loại ung thư rất là hay gặp người trẻ. Mà ung thư vú gặp người trẻ đã là tiên lượng xấu rồi, vì nó phát triển rất là nhanh nha. Dạng thứ hai là vì nó gây phù nề nhiều, tắc mạch bạch huyết, thành ra nó thường hay cho di căn hạch rất sớm. Mà các bạn biết là ung thư vú mà di căn hạch, đó là một yếu tố tiên lượng sống còn nha. Càng di căn hạch nhiều thì cái khả năng sống còn của người ta càng thấp. Thành ra đây là ung thư vú thường hay cho di căn hạch, do đó nó góp phần làm cho nó xấu đi. Cái dạng thứ ba nữa là nếu như mình có làm siêu âm đi nữa thì 50% trường hợp mình sẽ không tìm được sân hương. Và mình không được tìm sân hương thì mình sẽ không chứng minh được đây là ung thư. Thành ra là mình sẽ chậm đi cái quá trình điều trị của mình. Và một cái xấu nữa là vì cái thể hiện lâm sàng của nó là dạng viêm, tức là nó na ná giống như viêm. Do đó bác sĩ lâm sàng thường lộn nó là viêm vú, chứ người ta không nghĩ đây là ung thư vú. Do đó khi bệnh nhân đến khám với mình đó là vì sưng cái vú lên nó đã đỏ gì đó, thì người ta nhìn vô người ta tưởng đâu là sưng nóng đỏ đau, đúng không? Thì như vậy á, người ta sẽ điều trị kháng sinh kháng viêm này nọ, do đó nó chậm đi cái quá trình tiếp cận với lại bác sĩ chuyên khoa. Do đó nó sẽ làm tăng đi cái khả năng di căn hạch của bệnh nhân và làm xấu đi cái tình trạng chẩn đoán của bệnh nhân ha. Do đó đây là một loại ung thư tiên lượng rất là xấu. Thành ra khi mà một người nào đó trẻ khoảng chừng 30, 35, 40 trở xuống đến khám với mình vì viêm vú, thì các bạn phải lưu ý để cẩn thận, đừng có lộn nó với lại ung thư vú dạng viêm nhé. Rồi, bây giờ cái đặc điểm tiếp theo nữa của mô chung quanh là hình ảnh xáo trộn cấu trúc. Thì xáo trộn cấu trúc chính là những cái tua gai, những cái tua này về bờ tạo gai này nọ ha, hoặc là halo bao chung quanh, thì những cái hình ảnh đó gọi là xáo trộn, nằm trong cái nhóm gọi là xáo trộn cấu trúc. Rồi tiếp theo nữa là hình ảnh da vú. Chẳng hạn như đây các bạn nhìn nè, đây là da. Da thông thường của mình á, thì mình sẽ thấy da này ha, các bạn nhìn đây là da bình thường. Nó có một cái đường cơ dày, một đường cơ dày và ở giữa nó là cái mảng cơ kém, nằm ở giữa tức là đường cơ dày và giữa là kém. Như vậy thì nguyên cái khoảng đó là bề dày của da. Thì trong trường hợp mà nó bị xâm lấn vào da, chẳng hạn như đây là dày, giữa là kém. Đây là sân hương. Các bạn thấy sân hương này ha, nó nằm sát cái da luôn. Và bây giờ cái đường eco dày ở phía trong các bạn có nhìn ra được không? Không được ha, mình đi tới đây là hết rồi. Và cái sân hương nó tiếp cận ở đây, sân hương này nó xâm lấn ra đây và nó xâm lấn ra tới phía ngoài này luôn, tức là sân hương này nó xâm lấn toàn bộ cái bề dày của da luôn. Còn chẳng hạn như đây, cái trường hợp này các bạn thấy đây là một đường dày, đường dày cái mảng kém nằm ở giữa đây, thì cái sân hương nằm ở đây và nó xâm lấn vào mặt trong da, nhưng mà mặt ngoài da thì nó vẫn còn liên tục. Thì đây trên lâm sàng thường nó sẽ có những cái dấu biểu hiện của cái dấu mà người ta gọi là da cam. Da cam là da là sao? Màu cam, đúng không? Nó sần như cam, tức là nó có những cái lỗ chỗ như là da cái trái cam sành á, chứ không phải là cái da màu cam nha. Và để trong những cái trường hợp mà nó xâm lấn da như thế này á, thì để mà nhìn rõ được cái hình ảnh của xâm lấn da thì người ta khuyên mình là nên đổ một cái lớp gel ở phía đây, và mình đặt đầu dò cách xa cái mặt da chút xíu thì mình sẽ nhìn thấy được cái đường liên tục của cái da nó như thế nào. Chẳng hạn như đây nó co kéo da luôn nè, mình sẽ thấy được rất là rõ nha. Rồi, như vậy thì để mô tả một cái sân hương dạng khối của vú ha, các bạn nhớ nha, là mình phải đi đầy đủ các tính chất của 6 cái đặc điểm này, là hình thái, đường bờ, giới hạn, trục, độ hồi âm và âm sau lưng vú. Sau khi cái đó là khi mà mình thấy được cái tổn thương mà nó tạo thành cái khối. Còn
Tiếp theo nữa là mình tìm được có vôi hóa hay không. Thì vôi hóa là mình thấy được trên swam á, nó chia làm 3 vị trí. Một là trong khối u, hai là ngoài khối u, và ba là trong ống. Đây là vôi hóa, đây là khối u nha. Các bạn nhìn thấy trong khối u này độ hồi âm của nó thì rất là kém so với là mô mỡ, nhưng mà bên trong nó có những cái hồi âm tăng như thế này đây, và âm ở phía sau nó bóng lưng rất là mạnh ha. Thì những cái đây là những cái vôi hóa trong u, đây là vôi hóa vừa trong u vừa ở cái đường viền bao xung quanh này đây, tức là ở những cái rìa của khối u. Thì đây cái vôi hóa này người ta gọi là vôi hóa to. Vôi hóa to là sao? Là cái vôi hóa là mình nhìn vô là mình thấy rõ mồn một. Cái thứ hai nữa, nó có thể là bóng lưng trực tiếp, bóng lưng trực tiếp hay là gián tiếp. Cái kiểu này tức là ngay sau cái chỗ này nè, các bạn sẽ không thấy một cái đường đen rất là rõ của cái bóng lưng, nhưng mà nó sẽ kết hợp của nhiều cái vôi hóa và nó tạo thành giảm âm phía dưới rất là mạnh. Thì cái đó người ta gọi là vôi hóa to nha. Thì khi mà mình thấy cái vôi hóa này á, cái quan trọng không phải là cái vôi hóa to không có ý nghĩa bệnh lý. Quan trọng là mình nhìn cái đường bờ bao xung quanh này, mình thấy có dấu hiệu tua gai, có dấu hiệu xâm lấn, có dấu hiệu gì hay không. Cái đó là cái quan trọng ha. Thì chẳng hạn như đây mình thấy là cái đường bờ đó, bên này bờ chỗ này rất là rõ, bờ chỗ này mình không có xác định được nha. Và không có gai, không có góc, không có tua gì hết. Rồi. Cái này cũng vậy ha. Cái chỗ này, cái đường bờ ở đây nè, rất là rõ ở đây. Còn cái chỗ này là cái nguyên cái mảng vôi, và sau cái mảng vôi đó là cái mô rất là bình thường. Thì đây là cái giới hạn của cái bờ bên ngoài rất là rõ. Còn cái nội dung bên trong này là do cái vôi hóa nó chiếm đầy hết rồi. Thì những cái dạng vôi này thường gặp trong tổn thương lành tính. Nhớ nha. Đây là hình ảnh rất là điển hình của một cái bướu sợi tuyến lành tính. Bướu sợi tuyến thì các bạn biết là bướu sợi tuyến là lành hả? Lành. Bướu sợi tuyến là rất lành. Nhưng mà khi bướu sợi tuyến vôi hóa cái kiểu này á, thì phần lớn, tôi nói phần lớn luôn, các bác sĩ đều đọc là ung thư hết. Nhìn cái hình này ai cũng đọc nó là ung thư hết. Nhưng mà các bạn nhớ tôi mấy cái hình ảnh này, đây là bướu sợi tuyến rất điển hình của lành tính. Và tại sao mình có được cái hình này? Là khi mà cái bướu đó nó già nua rồi, lâu năm rồi, nó đóng vôi luôn rồi đó, thì nó mới ra cái hình này. Và điều đó chứng tỏ là nó lành dữ lắm luôn rồi, nó mới ra cái hình này. Nhưng mà vì nó già quá, nó xấu xí quá, thành ra mình đọc nó thành ung thư nha. Và để cho mình đừng sai, thì trong trường hợp này á, tốt hơn là mình cho bệnh nhân, nếu có nhũ ảnh, và các bạn cho bệnh nhân đi chụp nhũ ảnh, thì trên cái nhũ ảnh các bạn sẽ thấy là những cái mảng vôi to to to, và trên nhũ ảnh có hình điển hình gọi là hình bắp nổ, bắp kho đó, rất là điển hình của cái này luôn. Thì mình sẽ không lộn với cái tổn thương ác tính. Rồi bây giờ qua tới cái hình ảnh của vôi hóa trong tổn thương ung thư. Đây là vôi hóa lành tính, nhớ nha. Còn đây là một cái tổn thương, và các bạn thấy là một khối rất là rõ đúng không? Khối rất là rõ. Khối này hình gì? Không đẹp. Rồi. Bờ thì sao? Bờ cũng không rõ luôn, đúng không? Bờ có tạo gai không? Có, đúng không? Chỗ này thì sao? Không xác định được. Rồi có tạo gốc không? Có tạo gốc luôn ha, những cái gốc lăng tăng ở đây. Rồi hồi âm như thế nào? Đồng nhất không? Không đồng nhất. Chỗ này thì rất là kém, chỗ này thì đồng hồi âm với mô mỡ. Bóng lưng âm phía sau thì sao? Không đều luôn. Và trong có hồi âm không đồng nhất này, các bạn thấy có những cái chấm 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 này không? Đó, đó chính là vi vôi hóa trong ung thư. Trong ung thư mới có vi vôi hóa. Mà vi vôi hóa là gì? Vi vôi hóa là những cái chấm nhỏ như thế này và hoàn toàn không có bóng lưng. Đó, đó là ung thư. Chứ cái này không phải là ung thư, cái này là lành tính nha. Cái này là ung thư rất rõ luôn. Và khi nào mình mới được quyền nói đây là vi vôi hóa? Là khi nào mà mình đếm được những cái chấm nhỏ này nè, nó chỉ là những cái chấm vậy thôi nha. Đôi khi mình thấy được cái vệt dài dài giống như vậy. Đó, còn chấm và dài như thế này, mình thấy những cái chấm này khi mình đếm được nó thành một ổ, và trong cái ổ đó mình đếm được ít nhất là 5 chấm. Nằm sát nhau như vậy thôi, chứ không phải chấm, chấm, chấm là không được. Phải nằm sát nhau và ít nhất là chấm thì mình hãy nói đó là có vi vôi hóa. Còn nếu mình thấy rời rạc thì mình đừng nữa nha. Tại vì rời rạc bên trong đó đôi khi nó chỉ là những cái nốt sơ hóa thôi, chứ không phải là vôi. Vi vôi là phải làm thành ổ, gọi là vi vôi.
đó là vi vôi trong u, cái này là trong u. Và một cái nữa là vi vôi nhưng mà nó không trong u mà là nó nằm ở phía ngoài u, đây là khối u ha. Thì mình thấy là cái đường vôi này thành nguyên một cái đường dài như thế này ha. Thì cái hình ảnh vôi này người ta gọi là vôi đúc khuôn. Và các bạn biết cái ống tuyến như thế này, rồi cái vôi nó nằm trọn trong cái ống đó thì nó đúc theo cái khuôn của cái ống đó, người ta gọi là hình ảnh này là đúc khuôn. Cái khuôn đó đó nó có thể là nằm ngoài hoàn toàn, hoặc là như trong trường hợp này nó vừa một phần ở trong khối u và vừa một phần ở ngoài khối u như thế này. Và bên cạnh cái ngoài khối u này các bạn còn thấy những cái chấm 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 này đây, chính là những cái vi vôi nằm ở phía ngoài u luôn nha. Thành ra đây là vi vôi hóa ác tính ha. Mình gặp cái này rất là nghi ngờ luôn. Đôi khi trên siêu âm mình chỉ nhìn thấy những cái vi vôi chấm 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 này thôi, mà nhờ như vậy mà mình tìm ra được ung thư đó, chứ không phải là những cái này đâu nha. Cái này là lành tính nhớ anh tôi đó. Rồi bây giờ tới một cái là trường đặc biệt. Trong trường hợp đặc biệt á thì là mình được quyền gọi thẳng cái tên nó mà mình không cần mô tả chi tiết để cho người ta tưởng tượng ra được nó là cái gì, mà mình được quyền gọi tên thẳng. Thì trong đó có những cái là chùm nang đơn giản nhỏ. Bây giờ nang đơn giản là cái gì, định nghĩa nang đơn giản các bạn biết chưa? Là nang đơn giản là có cái gì bên trong? Trống. Trống bên trong còn có gì nữa? Hết. Nang đơn giản có bóng lưng phía sau. Trong phía sau của cái nang đơn giản là tăng âm phía sau nha, cái bóng lưng nha. Rồi như vậy thì nang đơn giản chỉ là một cấu trúc hay cấu trống rồi hết, không có gì hết, không có ngăn, không có vôi, không có chồi, không có gì hết, thì mình mới gọi nó là nang đơn giản. Rồi bây giờ nang đơn giản và kích thước nhỏ và nó tạo thành chùm thì mình gọi là chùm nang đơn giản, đúng không? Rất là đơn giản. Rồi bây giờ đây là cái chùm nang đơn giản, những cái chùm nang đơn giản và nhìn vô là thấy liền. Thật ra khi mà mình thấy cái đó mình mô tả thẳng luôn cái tên của nó là chùm nang đơn giản. Tại sao phải nhắc tới cái này? Tại vì trong cái chùm định nghĩa nang nhỏ, kích thước nhỏ nha, như thế nào gọi là nhỏ? Nhỏ là khi kích thước nó khoảng 2-3mm mình gọi là nhỏ, dưới 5mm mình gọi là nhỏ. Nhưng mà nếu những cái nang nhỏ 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 đó mà nó nằm đây cái kia cái chỗ nọ cái đó không có nghĩa gì hết. Còn bây giờ trong những trường hợp này là sao? Nang nhỏ thành chùm, nó tạo thành chùm. Và trong cái chùm đó các bạn thấy nè, nó có cái phần mô đặc bên trong đó, nó có phần mô đặc, nó có phần mô đặc. Cái này có phần mô đặc không? Không, chỗ này là không có mô đặc, cái này là chỉ những cái bắt của các nang hết rồi, rất là thưa. Còn trong khi đó đây là một cái đám mô đặc ở đây, chỗ này có ít mô đặc, chỗ này có rất là nhiều mô đặc. Thì như vậy đối với cái chùm nang đơn giản á, tại sao mà chùm nang đơn giản nhỏ, tại sao mà người ta phải lưu ý tới nó, là tại vì cái tỷ lệ ung thư trên cái chùm nang đơn giản nhỏ này là khoảng 2%, chứ không phải là, tại vì mình thấy nang đơn giản tức là hồi âm trống và không có gì nữa hết, thành ra mình nghĩ nó là lành tính. Nhưng mà thật ra nang đơn giản là lành tính, nhưng mà cái phần bệnh lý không phải thuộc về nang mà là cái phần mô đặc ở chung quanh cái nang nha. Thành ra khi mà mình thấy một cái chùm nang đơn giản đơn độc, chứ không phải là cái vú đó có nhiều chùm nang đơn giản thì không có ý nghĩa gì hết. Cái vú, hai cái vú mà chỉ có một chùm nang đơn giản đơn độc duy nhất thôi đó, thì cái phần đó, cái phần mà mình quan tâm là cái phần mô đặc. Tại vì nếu như cái mô đặc đó nó càng ngày nó càng lớn lên và nó chiếm trọn cái chùm nang, và thành đó làm cho cái chùm nang nó trở nên bự hơn ha, thì coi như là cái chùm nang đơn giản đó đang tiến triển, cái khả năng nó là có thể có ung thư bên trong nhé. Nhớ tôi ha, mình quan tâm tới phần mô đặc bên trong. Rồi bây giờ tới cái nang thứ hai gọi là nang biến chứng. Định nghĩa của nang biến chứng là cái gì? Nang biến chứng là một cái nang từ một cái nang đơn giản nó bị cái gì đó thì cái gọi là nang biến chứng, có nghĩa là nó phải là nang đơn giản trước. Rồi nó biến chứng thì biến chứng gì? Nhiễm trùng, biến chứng xuất huyết ha, hoặc là biến chứng nó có nhiều cặn bên trong thì cái đó gọi là biến chứng. Chẳng hạn như đây các bạn nhìn, đây là một cái nang, hồi âm của nó đó, đây là cái nang này, nguyên cái nang từ chỗ này tới chỗ này, thì hồi âm của nó đó là bên này là trống, tức là đen thui không có gì hết, ở dưới đó nó có cặn, nó làm cho tăng âm lên. Và ở cái chỗ này người ta gọi cái này là bực dịch cặn, dịch nằm ở trên và cặn nằm ở dưới.
Thì đây là một dạng của cái nang biến chứng. Nang biến chứng nó rất là đa dạng. Rồi bây giờ đây là một cái dạng khác nữa của nang biến chứng. Nó các bạn thấy cái chỗ này hồi âm trống, chỗ này hồi âm dày, đúng không? Nguyên cái là cái nang nè. Và cái cách của nang là các bạn thấy này là gì không? Nếu cái là vôi, vi vôi. Cái này là vôi hóa ở vách nha, vôi hóa ở vách nang. Khi một cái nang mà nó đóng vôi cái vách, cái điều đó có nghĩa là nang này là mới hay là cũ? Cũ lắm rồi. Nó mới đóng vôi được cái nắp lên cái vách. Rồi. Và bây giờ các bạn nhìn thấy hồi âm của nó không có, không có đồng nhất đúng không? Chỗ bị trống. Mà nó đứng theo cái đường dọc như thế này nè. Tức là trống, rồi dày, rồi trống, đúng không? Tại sao nó có được cái hình ảnh này? Thì các bạn thấy tôi để dưới là cặn sữa ha. Cặn sữa có nghĩa là sao? Cái nang này là do cái gì tạo thành? Do sữa. Sữa tạo thành, sữa tạo, tại sao nó tạo thành nang? Nó bị tắc, đúng không? Tắc tia sữa trong cái thời gian mà người ta cho con bú. Nó bị tắc tia sữa thì nó tạo thành một cái bọc, nó chứa sữa. Rồi, cái bọc sữa đó đó, cái cấu tạo của nó là gồm có nước và chất béo, đúng không? Trong sữa này có chất béo thôi, nước và chất béo. Thì như vậy á, lâu ngày dần, cái chất béo nó bị hấp thu, xin lỗi, nước nó bị hấp thu dần. Còn cái chất béo thì nó cô đặc dần. Giống như các bạn để cái ly sữa ở bên ngoài một thời gian, các bạn thấy sữa nó bị gì? Bị thiêu, nó bóng cục đi, đúng không? Thì lúc đó nó sẽ có hai thành phần, một thành phần tủa của cái chất béo và phần nước. Rất là rõ, phân biệt hai thành phần nha. Thì đây cũng vậy, đây là thành phần nước và đây là thành phần vón cục lại của cái chất béo đó. Thì cái bọc sữa đó, giờ các bạn tưởng tượng là chất béo với lại nước, cái nào nhẹ? Béo với nước là cái nào nhẹ? Nước nhẹ. Nước nhẹ không béo? Bây giờ dầu với nước các bạn trộn với nhau, các bạn quậy quậy một hồi, cái nào nổi bên trên? Dầu, đúng không? Chất béo là cả nổi bên trên, là nước lắng xuống dưới. Thì cái bọc sữa cũng vậy. Nếu mà mình nhân nằm ngửa thì mình sẽ có cái chất béo nằm trên và cái nước nó lắng ở dưới. Khi bây giờ bạn tưởng tượng nha, ví dụ như đây là một cái chai vừa có dầu ở trên và nước ở dưới, nó đang đứng vậy nè. Bây giờ tôi nghiêng vậy. Vậy thì bây giờ dầu nằm ở đâu, nước nằm ở đâu? Nó đang đứng vậy thì dầu nằm trên, nước nằm ở dưới. Bây giờ tôi nghiêng vậy thì là dầu sẽ nằm bên trái, nước nằm bên phải, đúng không? Chứ dầu nằm ở đâu? Dầu luôn luôn nằm ở trên, nước luôn luôn nằm ở dưới, đúng không? Dù cho mình có nghiêng cái kiểu nào đi nữa, mình chúc đầu nó xuống vậy thì dầu vẫn là nằm ở trên, nước vẫn nằm ở dưới. Đó. Thì đối với cái này nó cũng vậy. Nhưng mà tại sao mình ra được cái hình này? Là tại vì cái chất béo này nó rất là sạch, nó không có di chuyển nhanh được như thế này. Thật ra khi mà mình đổ nó qua như thế này á thì nó sẽ ra được cái hình như thế này. Rồi sau một thời gian lâu sau á thì bắt đầu nó mới chuyển lại là dầu ở trên, nước ở dưới. Thành ra ở cái giai đoạn mà bệnh nhân đang nằm ngửa thì nó sẽ có dầu ở trên, nước ở dưới. Bệnh nhân nằm nghiêng một cái là mình theo dõi liền thì mình sẽ thấy được dầu một bên, nước một bên. Rồi mình để lâu một hồi mình làm chuyện gì khác thì hồi mình quay trở lại cái mình thấy nó trở lại là dầu ở trên, nước ở dưới. Thì đó là hình ảnh rất điển hình của một cái bọc sữa cũ nha. Đây là hình ảnh điển hình của bọc sữa ha. Mới đầu là dầu, nó có hồi âm, nước là trống. Khi mình nghiêng nó vào một bên cái nó theo không kịp thì dầu một bên và nước một bên, rất là điển hình luôn. Thật ra khi mà mình nhìn thấy cái này có thể đó, nó ra không nửa gì, nhưng đôi khi á cái béo nó rất là nhiều, nước nó còn có chút xíu thôi hả. Thành ra khi mà mình nằm ngửa đó thì cái phần hồi âm của cái dầu á nó chiếm gần hết luôn, nó chỉ có một cặn chút xíu ở dưới là nước. Rồi cái tới phần ta nghiêng qua một bên thì toàn bộ cái này gần như là chất béo, nó chỉ có một phần chút xíu bên này nó là nước. Thành ra cái những cái mà nó ít như vậy thì các bạn phải chịu khó, các bạn nhìn kỹ lắm các bạn mới tìm ra được cái dấu hiệu đó, chứ không phải lúc nào nó cũng rõ một như vậy. Và như vậy thì trong cái nang này đây nó có hai thành phần, thành phần hồi âm kém nằm ở phía trên, thành phần hồi âm trống nằm ở dưới, đúng không? Thì đây chính là bọc sữa nha, béo nằm ở trên, nước nằm dưới. Và cái mực này người ta gọi là mực dịch béo và dịch nước. Rồi tới đây rõ chưa? Thì các bạn qua tới cái hình này. Và cái hình này các bạn thấy đây là một cái nang mà nó có hồi âm kém nằm ở phía trên và dày hơn nằm ở phía dưới.
Đôi khi ở trên này nó là trống và kém, còn trong trường hợp này nó là kém và dày. Thì như vậy á, cái này là thành phần nước và dưới này là cặn lắng xuống dưới. Như vậy thì đối với là một cái nang mà có cặn thì nó sẽ là trống trên và kém ở dưới. Còn cái nang mà chứa sữa thì là kém ở trên và trống ở dưới. Phân biệt được hai đó không? Cái hồi âm y chang nhau thôi, vị trí đổi nhau thôi ha, nhưng mà ý nghĩa thì khác nhau nha. Rồi đây chính là một cái nang mà nó bị cặn và nó nhiễm trùng. Khi nó nhiễm trùng các bạn thấy ha, nó có sẽ tăng âm, tăng sinh mạch máu ở xung quanh. Trong khi ví dụ như nang không nhiễm trùng nè thì nó không có tăng sinh mạch máu, và nang nhiễm trùng nó sẽ có tăng sinh máu ở phía ngoài riền. Còn đây là một cái nang, cũng là một cái nang. Nhưng các bạn thấy cái hồi âm này nó giống gì? Kém, có đồng nhất không? Không đồng nhất. Bên trong có chấm 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 chấm. Các bạn nghĩ là vi vôi hóa, đúng không? Rất là giống luôn, rất là giống vi vôi hóa. Nhưng bây giờ mình nhìn lại, nếu nó là vi vôi hóa thì mình nghĩ là gì? Vi vôi hóa trong u thì mình nghĩ là lành hả? Ác tính. Giờ mình nhìn lại là đây là một khối hình gì đây? Bầu dục, đúng không? Trục thì hơi đứng đó nha. Nhưng mà bầu dục, bờ, rõ không? Rõ. Cái này gì đây? Bỗng lưng hai bên, có nghĩa là bờ bên rõ không? Rõ. Bờ trước rõ, bờ sau rõ, bờ bên cũng rõ. Âm phía sau tăng đều. Âm phía sau mà tăng có nghĩa là trong này nó có cái gì? Nó có nước ha. Thành ra là đây chính là những cái cặn của tinh thể cholesterol. Và khi mình làm sơn màu, các bạn thấy có màu không? Có. Màu này chính là những cái xảo ảnh từ những cái tinh thể nó tạo ra, chứ nó không phải là mạch máu. Cái màu này là màu khác mạch máu nha. Mạch máu thì các bạn sẽ thấy nếu là động mạch thì nó sẽ đậm, còn nếu nó là tĩnh mạch nó phải có cái dòng chảy của nó, đúng không? Nó nằm trong mạch máu. Còn cái này là nó theo tinh thể ngay dưới cái tăng âm này, nó sẽ là cái hồi âm của cái tăng màu của cái mạch máu, do nó bị nhiễu nha. Thành ra là nhìn thấy cái hình này ha, nếu như các bạn không chịu phân tích, các bạn sẽ chẩn đoán liền đây là bướu, và các bạn nghĩ là vi vôi, và nghĩ là bướu ác tính liền nha. Nhưng khi các bạn phân tích, các bạn sẽ thấy có những dấu hiệu hoàn toàn không phù hợp nhưng mà tổn thương ác tính. Chẳng hạn như nó là hình bầu dục, nó là bờ rất rõ luôn, có bóng lưng bên rất rõ luôn, tăng âm phía sau rất là đều và không có xâm nhiễm vào chung quanh ha, và có những cái xảo ảnh do cái này tạo ra. Thì chắc chắn luôn đây là một cái bướu mà nó bị lắp cặn bên trong, và đây là một cái dạng của nang biến chứng, một cái nang lắng cặn bên trong. Rồi bây giờ tới một cái dạng cuối cùng nữa, là một cái nang, các bạn thấy nè, hồi âm tròn do đúng không, bờ rất là rõ, đồng nhất, tăng âm phía sau và có bóng lưng bên, hồi âm bằng với lại cái mô mỡ. Thật ra khi mình nhìn vô cái này á thì mình rất dễ lầm nó với lại cái gì, với lại một khối u dạng đặc và đồng âm, đúng không? Giống như cái hình hồi nãy thì cho các bạn xem đồng âm. Thành ra mình tưởng đâu đó đây là một cái u thật sự. Và phần lớn trường hợp thì nếu như các bạn không làm siêu âm đàn hồi trong trường hợp này, các bạn dễ lầm nó với lại cái bướu dữ lắm không? Giống bướu đặc, y chang như bướu đặc. Nhưng khi mình làm siêu âm đàn hồi thì nó sẽ cho nhìn những cái dấu hiệu, không phải lúc nào nó cũng có, nhưng mà phần lớn trường hợp nó sẽ cho mình dấu hiệu để biết được đây là một cái tổn thương dạng nang. Thì nếu như nó là dạng nang thì mình không cần can thiệp vô cũng được nha. Thì chút mình sẽ xem những cái hình đó. Rồi bây giờ đến phân tiêu chuẩn tiếp theo nữa là mạch máu. Mạch máu thì người ta chia làm hai nhóm. Một nhóm là có mạch máu hay là không có mạch máu. Rồi khi mà có mạch máu á, thì lúc đó mình mới coi vị trí của cái mạch máu ở đâu. Chẳng hạn như đây, đây là cái nhóm, cái này là không có mạch máu nè. Các bạn thấy ha, cửa sổ mạch máu là đây, và cái khối này hoàn toàn không có mạch máu bên trong. Còn cái khối này là ngay cửa sổ mạch máu, các bạn thấy nó có mạch máu bên trong. Mạch máu này có u nằm đây, mạch máu này nằm đâu đây? Trong u, trong sang thương. Ha? Còn đây là sang thương nằm đây, mạch máu này nằm đâu? Ở rìa của sang thương. Còn đây là sang thương, mạch máu này nằm đâu? Vừa trong vừa rìa, tức là dạng lan tỏa. Tức là vừa có trong vừa có ngoài luôn, người ta gọi nó là dạng lan tỏa. Đây là trong, đây là ngoài và đây là lan tỏa, còn đây là không có mạch máu nha. Rồi bây giờ tới một cái điểm nữa là da. Ha. Như vậy thì như hồi nãy tôi nói với các bạn, mình làm sơn vú thì mình phải đi từ da đến cái cơ ngực lớn. Như vậy thì đây là da. Các bạn thấy là người ta độn cái lớp treo ở đây nè, để người ta nhìn rõ cái ranh giới của da với lại cái sàn thường. Các bạn thấy da là hai cái đường của dày. Cái cục này nó nằm ở đâu?
da là đây, bề dày da là đây, bề dày da là đây, cái cục này nó nằm ở đây, và nó nằm đâu đây? Trong da, đúng không? Nó tách đôi hai cái đường thì của dày nó ra ra và nó chiếm trọn trong cái da đó. Như vậy thì xuất điểm của cái khối này là nằm trong da chứ không phải là trong vú. Như vậy thì bệnh lý của nó là liên quan tới cái gì đó của bề da hay chỉ có cái là nó nằm tại cái da của vú mà thôi, chứ nó không phải là bệnh lý của cái vú nha. Tại sao tôi nhắc cái này? Tại vì nếu các bạn cứ thấy là cái khối nằm ở trên da vú thì mình cứ nghĩ cái đó thuộc về vú, là như vậy sẽ có những trường hợp này các bạn sẽ sai nha. Còn chẳng hạn như đây, mà nhìn đấy là da, đây là da đúng không, thì cái khối này nằm đâu đây? Trong da và một phần ở dưới da, đúng không? Chìm một phần dưới da, mà dưới da là cái gì? Mô mỡ dưới da đó. Như vậy thì đây là cái tổn thương vừa nằm trong da và một phần mô mỡ dưới da, có thuộc về vú không? Không hề. Đây cũng vậy, đây là da ha, cái khối này nó đi từ da và nó nằm trong mô mỡ dưới da ha, chứ nó không có thuộc, và nó nằm sát cái da nha, trong lớp mỡ và sát da luôn. Thì các bạn biết nó thuộc là thường gặp là cái gì không? Bọc bã. Bọc bã tức là thuộc về thành phần của da. Bọc bã là cái gì? Là những cái tuyến mồ hôi, tuyến bã của mình bây giờ nó bị tắc, nó không ấy là được, thì nó ứ động là bên trong một cái bọc, và đây chính là cái bọc. Và nó cho biết là cái bọc ở phía trong nó nằm đây, đáng lẽ là nó phải đổ cái chất nhờn ra ngoài này, giờ nó bị bít rồi, thành ra nó tạo ra nguyên một cái đường như thế này đây ha. Như vậy thì đây là bệnh lý thuộc về da nha. Còn đây là một bệnh nhân có cái túi, các bạn thấy cái túi không? Túi lộn nè, túi là đây nha. Bệnh nhân này á, đây là da nè ha, lớp mỡ dưới da, đây là cái vú, khối sợi tuyến. Các bạn nhìn thấy được ba cái lớp không? Lớp rất là rõ. Bệnh nhân này thì rất là khiêm tốn, thành ra người ta mới đặt túi đúng không? Bây giờ ha, thành ra mình thấy này rất là mỏng, rồi ta đặt cái túi đây. Trong cái túi này á, là cái túi, người ta có hai dạng túi. Một cái túi á, là mình sẽ bơm một cái dung dịch vào trong. Cái dung dịch đó có thể là nước muối sinh lý hoặc là người ta bơm silicone. Và cái dạng thứ hai bây giờ á, là nó làm treo đặt hoàn toàn, tức là không cần phải bơm, nguyên cái túi đặt luôn, thành ra mình không có sợ bể nữa. Bây giờ cái này là cái túi phải bơm, thì người ta bơm xong là người ta khóa lại, nó có khóa lại cho đỉnh tràng đó chứ, đừng có đổ ra. Nhưng mà khóa lại xong rồi á, cái khóa để đây nè, đó, cái chỗ này đây. Thành ra như vậy á, bản thân cái người này á, là người ta đã không có cái bề dày của vú rồi, bây giờ đi đổ cái khóa này nữa, thì cái khóa nó là một vật lạ. Nó ở đó thời gian thì nó làm cái gì? Nó sơ, nó đóng, nó sơ hóa lại. Thành ra cuối cùng nó tạo thành một cái cục cứng ngắc. Và cái vú thì không có, tự nhiên đang bóng mỏng gì rồi vô cục cứng ngắc ở đây. Thành ra tưởng đâu nó là cục u. Thì thường đối với những cái người mà bây giờ cái hình ảnh này chỉ có những người mà đặt cái túi cách đây khoảng chừng 20 năm gì đó, thỉnh thoảng các bạn sẽ thấy hình ảnh này. Và các bạn biết là đây là của túi lộ chứ không phải là u của vú nha. Rồi bây giờ người ta đặt cái túi xong, người ta bơm silicone. Rồi thời gian sau cái silicone nó là một phần lạ, và nó sống trong cơ thể với cái nhiệt độ là 37 độ. Thời gian dài nó giòn, nó bể. Nó bể thì chuyện gì xảy ra? Nó xì silicone ra ngoài. Và khi nó xì ra thì silicone nó là một cái chất béo mà, chứ nó đâu có tràn thoải mái cái chất lỏng bình thường nước đâu. Thành ra nó sẽ tụ là một cái cục, và cái cục đó người ta gọi là cục silicone. Thì đây chính là cái cục silicone, nó nằm kế bên cái túi bị bể. Túi đây ha, bể ra tụ silicone đây. Rồi cái tụ silicone nó tạo thành một cái vùng như thế này, mà người ta gọi nó giảm âm như thế này. Thì người ta gọi cái nấm này là nấm sương mù ha, giống bão tuyết nha. Rồi tới một cái dạng khác nữa mà mình được quyền gọi tên thẳng. Cái này là u trong da, cái này là tổn thương trong da. Cái này là túi độn da silicone. Còn cái này mình được quyền gọi tên thẳng luôn, đây là hạch bình thường. Gọi thẳng luôn nha, hạch bình thường luôn, chứ không phải nói là hạch mà không biết cái hạch này là hạch bệnh nên học thông bệnh luôn, mà mình được quyền gọi luôn, đây là hạch bình thường. Tại sao mình dám nói đây là hạch bình thường? Cấu trúc của một cái hạch bình thường, hình ảnh của nó y chang như là thận. Rồi bây giờ các bạn nhớ là cái hình cái thận, mình sẽ có nó là hình như thế này đúng không? Và ở trong nó là cái vùng tủy thận, xoang thận. Hồi âm của nó là dày, cái vỏ thận hồi âm là kẽm đúng không? Thì đây chính là cái thận với cái vỏ thận hồi âm kẽm và cái tủy thận hồi âm dày. Các bạn nhìn ra được không? Bên này cũng vậy, vỏ thận và tủy thận đây. Đó.
thì luôn luôn một cái hạch bình thường lúc nào nó cũng có cấu trúc như vậy hết, là một cái vỏ thận rất là mỏng, vỏ hạch rất là mỏng. Và cái mỏng đó là bao nhiêu? Mỏng đó là dưới 3 mm, và bao rất mỏng và đều chung quanh cái rốn hạch có hồi âm dày. Cái hồi âm dày của cái rốn hạch này nè, nó chung quanh hạch nó là mỡ. Thật ra cái này là mỡ của cái xoăn của cái rốn hạch đó, chứ còn là mỡ bên trong không. Thành ra mỡ của cái rốn hạch và mỡ có chung quanh nó là một. Do đó khi mà mình nhìn ở vùng cái rốn hạch, mình thấy nó hòa là với nhau. Nhiều khi mình không phân biệt được ranh giới của cái rốn hạch với lại cái mô mỡ chung quanh luôn. Đó là hình ảnh bình thường nha. Còn đây là cái vỏ hạch rất là mỏng và dưới 3 mm, mỏng và đều dưới 3 mm. Bây giờ có một cái hạch, cái vỏ hạch nó đang mỏng rất là mỏng 1 mm, tự nhiên chỗ đó nó dày lên, mình đo được á là dưới 3 mm, nhưng mà nó khu trú chỉ có chỗ này thôi, còn tất cả những cái còn lại vẫn dính 1 mm hết, thì như vậy cái đó không là bình thường. 1 mm, 3 mm, dưới 3 mm là phải đều nha, chứ còn mà khu trú là không có được, có chỗ dày khu trú là không được nha. Thì đây chính là hạch bình thường, rất là điển hình luôn. Thật ra nếu mà các bạn nhìn thấy trong cái vú hoặc là trong cái mắt mà có những cái hạch như thế này thì các bạn chắc chắn luôn đây là hạch bình thường. Khi mà các bạn làm sơn vú, các bạn làm cái vùng hố nách, các bạn thấy hạch nách nhiều lắm luôn. Hạch nách thường hay gặp dữ lắm và nó là cái dạng này. Thì như vậy mình gọi thẳng luôn đó là hạch bình thường của hố nách. Và đừng có khuyên người ta là có cái hạch nách là đi khám thử coi nó là cái gì nha. Tại vì hạch nách bệnh lý là lúc đó mình sẽ không thấy được cái rốn hạch nữa. Còn khi mình thấy được như thế này là chắc chắn luôn đây là hạch bình thường nha. Rồi, như vậy thì á, hồi nãy giờ là mình đi được cái gì rồi? Mình đi được cái mô nền của vú, mình đi được tổn thương dạng khối, mình đi được cái vôi hóa bên trong vú, vôi hóa của cái sang hương, và mình đi được cái những cái thành phần kết hợp theo, và cuối cùng là những trường hợp đặc biệt của cái vú ha. Thì như vậy á, đối với lại phân loại của ACE đưa ra theo bản phân loại PIRAS vào 2013, thì như vậy để mô tả một cái vú trong tầm soát mình phải nói mô nền, còn nếu như trong bệnh lý thì những cái bệnh lý mà mình có thể thấy được trên siêu âm là nằm trong cái nhóm này, đây thì mình phải mô tả cho đầy đủ. Sau khi mà mình làm siêu âm xong thì mình sẽ xếp loại PIRAS trên cái vú đó ha. Thì nhắc lại chút xíu, tại vì cái này các bạn nó nắm rồi nha. PIRAS 0 tức là chưa có hoàn tất. Chưa hoàn tất như vậy thì là nhiệm vụ của mình chưa kết thúc. Thành ra là bắt buộc về phía bên lâm sàng, đây là khuyến cáo dành cho lâm sàng. Phía lâm sàng phải có nhiệm vụ cung cấp cho mình những cái thông tin đầy đủ để mình làm tròn cái chuyện của mình, là mình xếp loại PIRAS từ 1 cho đến mấy đó cho người ta. Chứ còn bệnh nhân không được quyền ra về với cái kết luận là PIRAS 0 và bỏ lửng gì đó là không có được nha. Thì như vậy mình phải cần những cái thông tin để mà mình làm cho hoàn chỉnh. Rồi còn PIRAS 1 tức là âm tính, PIRAS 2. PIRAS 2 tức là có những cái tổn thương mà mình biết chắc luôn nó là lành tính nha. Tổn thương lành tính là gồm có cái gì? Các bạn nghe nè ha. Theo dõi sau cái điều trị bảo tồn ung thư vú. Ung thư vú ngày xưa người ta mổ là người ta đoạn nhũ, tức là người ta cắt bỏ hết nguyên cái vú. Còn bây giờ vì với những cái phương tiện của mình, mình có thể thấy được những cái ung thư rất là nhỏ, cái nước nhỏ 1 cm thôi là mình đã thấy được rồi. Mà như vậy á, một cái vú thì to mà cái sang hương rất là nhỏ, mà tự nhiên mình cắt bỏ nguyên cái vú thì đó là sự phí phạm, đúng không? Thành ra người ta mổ rộng khối u rồi người ta xạ trị vào đó, thì cái đó gọi là điều trị bảo tồn, người ta giữ được cái vú cho người bệnh. Thì khi mà người ta đã được điều trị bảo tồn rồi và mình theo dõi sau thời gian điều trị bảo tồn á, thì lúc đó mình xếp cái đó vào nhóm PIRAS 2. Thời gian theo dõi người ta khuyến cáo với mình là 5 năm. Tức là điều trị bảo tồn 5 năm rồi mà không hề tái phát gì hết, thì lúc đó mình xếp nó vào PIRAS 2. Còn chưa đủ thời gian 5 năm thì vẫn là PIRAS 6 nha, nhớ nha. Rồi, bây giờ tới một cái dạng thứ hai là vú sợi tuyến. Vú sợi tuyến là lành tính. Một cái vú sợi tuyến đã biết từ lâu rồi, một cái vú sợi tuyến thoái hóa hay là vú sợi tuyến vôi hóa. Vú sợi tuyến vôi hóa là các bạn đã thấy hồi nãy rồi ha. Còn vú sợi tuyến thoái hóa thì chút nữa mình sẽ xem hình sau. Hoặc là cái vú sợi tuyến mà người ta đã biết từ lâu lắm rồi. Chẳng hạn như giờ người ta đi khám với mình thấy cục đó, mình hỏi cái cục này nhìn trên siêu âm rất là giống vú sợi tuyến. Nhưng mà mình hỏi người ta đó là cái cục này bà biết bao lâu rồi, bà nói ôi từ hồi gái từ giờ, có nghĩa là sao? Lâu lắm rồi. Thì như vậy là mình xếp nó vào nhóm PIRAS 2. Còn nếu như mình hỏi nó là
Cái này có bao lâu rồi bà? Bà nói là tôi đâu có biết đâu, đó giờ đâu nghe nói gì đâu. Đi khám ngoài đâu nghe nói gì hết. Có nghĩa là lần đầu tiên biết nó thì không được xếp vị trí hai, dù cho hình ảnh của nó rất giống vú sữa tuyến, nhớ nha. Rồi bây giờ tiêu chuẩn tiếp theo đó là cái gì? Là cái nang đơn giản nè, những cái hạt silicone và mình coi rồi ha, và cái túi nước. Xáo trộn cấu trúc do phẫu thuật, tức là sau khi người ta mổ sẽ có những cái thay đổi do cái sẹo. Thì cái này là mình nhìn lên da là mình sẽ thấy sẹo mổ rồi đúng không? Thành ra cái này là vẫn là virus 2. Là những cái tổn thương vẫn chứa mỡ bên trong, ví dụ như là những cái bọc sữa như nãy mình thấy nè ha, hạch trong vú mình đã thấy rồi ha, vú mỡ, những cái nang dầu. Thì đây nang dầu y hệt như là nang đơn giản. Hình ảnh của nang dầu rất giống nang đơn giản, chỉ khác ở chỗ là gì? Cái nang dầu là nó chứa gì bên trong? Dầu ha. Do đó dầu thì chỉ có trong lớp mỡ. Thành ra là cái nang dầu là một cái nang đơn giản nằm trong lớp mỡ thì gọi là nang dầu nha. Còn một cái nang đơn giản mà nằm trong vú thì gọi là nang đơn giản. Đó, nang đơn giản nằm trong cái mỡ thì gọi là nang dầu, chỉ cái gì thôi nha. Rồi còn atom tức là một cái bú lành của vú mà nó có chứa rất là nhiều mỡ. Thì đây là những cái hình ảnh của cái tổn thương lành tính. Rồi tổn thương virus 3, mình xếp nó là nhóm virus 3, là khi nào một tổn thương đó có khả năng lành tính rất là cao. Nó bao gồm cái gì? Nó bao gồm những cái tổn thương mà gần như chắc chắn không phải là ung thư, không thay đổi theo thời gian nha. Tức là mình đã theo dõi rồi, mình thấy nó y chang như vậy, và cái thời gian của mình theo dõi chưa đủ thời gian quy định là 24-36 tháng thì mình xếp nó vào trong cái nhóm virus 3. Ví dụ như bây giờ lần đầu tiên phát hiện ra cái vú sữa tuyến thì mình xếp nó vào virus 3 vì thời gian theo dõi chưa đủ. Mình theo dõi sau 2-3 năm mình thấy y chang khác gì trơn ấy, thì như vậy mình xuống là virus 2. Đó. Như vậy thì tiêu chuẩn của nó gồm cái gì? Nang vú sữa tuyến điển hình ha, thời gian theo dõi chưa đủ. Cái thứ hai đó là nang biến chứng đơn độc. Nang biến chứng là các bạn thấy rồi đúng không? Nang biến chứng mình gồm có cái gì? Gồm có cái nang có hồi âm kém, mình gồm có cái nang có mực dịch dịch đúng không? Thì tất cả, hoặc là nang có những cái chấm hồi âm bên trong, thì tất cả những nang biến chứng. Nhưng nếu nang biến chứng đó nó nằm trên một cái nền nang rất là nhiều nang, hai vú có rất là nhiều nang, vừa nang đơn giản vừa nang biến chứng nằm nó đan xen rải rác với nhau, thì cái nang biến chứng đó là virus 2. Nang biến chứng đó là virus 2. Còn nếu mà nang, còn cái nếu mà cái nang mà biến chứng đó mà nó nằm đơn độc một mình nó đó, thì lúc đó các bạn phải xếp nó vào nhóm virus 3. Nang biến chứng mà phải là nang biến chứng đơn độc nha. Và một tiêu chuẩn nữa là chùm nang nhỏ. Chùm nang nhỏ nãy mình thấy rồi ha, là cái thời gian, tại vì tôi nói là nó có cái khả năng ung thư là 2%. Thành ra như vậy mình phải theo dõi đủ thời gian đó thì mình mới được quyền đưa nó xuống vào virus 2. Thì đối với lại cái tổn thương này, người ta khuyến cáo là thời gian theo dõi của mình là 24-36 tháng. Nếu nó không thay đổi về kích thước và hình thái thì mình đưa nó xuống virus 2. Còn nếu như trong thời gian theo dõi mà mình thấy nó tăng kích thước hoặc là nó biến đổi về hình thái thì mình phải đưa nó lên virus 4 hoặc là virus 5 để mình làm can thiệp. Như thế nào gọi là tăng kích thước? Tăng kích thước khi nào mà mình đo theo 3 chiều và mình tính thể tích của nó thì nó tăng hơn 20%. Hoặc là mình đo theo cái chiều lớn nhất và mình thấy nó tăng lên so với sau 3 lần đo. Nhớ nha, sau 3 lần đo mình đều thấy nó tăng hơn so với lại kích thước cũ thì lúc đó mình gọi nó là, mình gọi là tăng kích thước và mình chuyển nó lên virus 4. Rồi đối với là sân thương ở virus 3, người ta khuyến cáo là mình không cần thiết phải làm cộng hưởng từ vú. Bây giờ tiếp theo nữa là sân thương virus 4. Virus 4 là một cái sân thương mà mình không thể thứ nhất là tiêu chuẩn của nó là không, nó không có tiêu chuẩn mang tiêu chuẩn của virus 2 và virus 3 thì mình xếp vào virus 4. Hoặc là nó mang tiêu chuẩn virus 3 nhưng mà nó tăng kích thước, biến đổi hình thái thì lúc đó mình đưa nó vào virus 4. Bây giờ các bạn thấy là đối với virus 4 là khả năng ác tính của nó đi từ 2-95%. Có nghĩa là đi từ cái đầu này đến cái đầu này của 100% luôn. Do đó nó quá dài như thế này. Thành ra người ta mới chia nó làm 3 nhóm là 4A, 4B, 4C. Với cái mức độ nghi ngờ là từ 2-10%, 10-50% và trên 50%. Thì như vậy các bạn thấy á, khuyến cáo dành cho virus 4 là cái gì? Là sinh thiết. Nó sinh thiết ở đây có nghĩa là làm can thiệp, hát là cái đụng chạm vào trong đó để lấy một cái gì đó bên trong ra thì mình
mình gọi chung nó là sinh thiết. Thì như vậy á, đối với là virus 4A và 4B, cái mức độ nghi ngờ của mình á là dưới 50%. Đúng không? 4A và 4B mức độ nghi ngờ là dưới 50. Thì như vậy nếu như mình sinh thiết cái nhóm này mà nó ra là lành tính thì như vậy mình chấp nhận được. Tại vì cái mức độ ung thư thấp nên mình chấp nhận được. Nhưng nếu nó là 4C mà mình sinh thiết nó ra là lành tính thì mình không có chấp nhận được cái chuyện đó. Bắt buộc là mình phải có một cái hội chẩn liên chuyên khoa với nhau, vừa hình ảnh, vừa tế bào học, vừa lâm sàng để xem thử coi cái này nó có thật sự là lành hay không, hay là mình có một cái sai sót nào đó trong cái khâu của mình. Do đó, để tránh bỏ sót ung thư, cái quan trọng nhất là xử lý của 4C. Rồi bây giờ chuẩn của 4A là cái gì? 4A là một cái khối mà là dạng khối nha, giới hạn rõ chỉ có một phần thôi. Còn một phần nghĩa là cái phần còn lại của nó là giới hạn không có rõ. Tại vì nếu mà một cái khối mà giới hạn rõ hoàn toàn hết thì mình đã xếp nó vào virus 3 rồi. Còn bây giờ vì một phần nó giới hạn không có rõ, và trong cái ý nghĩ của mình á, mình nghĩ đây là muốn sợ tuyến, nhưng mà nó có một phần giới hạn không có rõ thì lúc đó mình xếp nó 4A. Nhưng trước khi mà mình quyết định mình xếp 4A, các bạn nên nhớ ha, như nãy tôi nói với các bạn á, là giới hạn trước giới hạn sau mình dễ phân tích. Giới hạn bên, nếu nó có bóng lưng bên thì là rõ hay không rõ? Rõ. Nhưng nếu nó không có bóng lưng bên, nó bị che khuất bởi mô vú cái bên, mình phải đè cái đầu vào phía bên này, đè đầu vào phía bên này để mình xác định được là à, nó không có rõ hoàn toàn, mặc dù mình đã đè rồi. Lúc đó mình mới được quyền nói là giới hạn không có rõ nhé. Rồi bây giờ cái tiêu chuẩn tiếp theo đó là một cái nang mà người ta gọi là nang phức tạp. Nang một cái cấu trúc, một cái khối đó là nang phức tạp. Nang phức tạp là gì? Nang có mô đặc bên trong thì gọi là nang phức tạp. Như vậy thì mình có bao nhiêu loại nang? Mình có nang đơn giản, đúng không? Nang đơn giản là bị rách mấy? Một hay hai? Hai. Một là không có gì hết, một là bình thường. Hai tức là có và lành tính. Như vậy là nang đơn giản là bị rách hai. Nang biến chứng. Nang biến chứng mà nhiều nang biến chứng trên cái nền vú nhiều nang thì đó là bị rách hai, bị rách hai. Còn nang biến chứng đơn độc là bị rách 3 nha. Là nang biến chứng là cái nang từ một cái nang đơn giản nó biến chứng, do đó hoàn toàn không có mô đặc bên trong. Còn một cái nang mà có mô đặc bên trong thì đó phải là bị rách 4A nha. Rồi bây giờ một cái ống tuyến giãn mà có chồi bên trong, tức là một cái phần nước mà có mô đặc bên trong thì đều là bị rách 4A hết. Và tiêu chuẩn cuối cùng nữa của bị rách 4A đó là áp xe vú. Rồi, các bạn nghe thấy lạ không? Áp xe là lặng hả? Lặng. Nhưng mà mình lại xếp nó vào nhóm virus 4A để làm gì? Để mình được quyền can thiệp. Tại vì nếu mà áp xe là mình phải làm gì? Mình phải dẫn lưu, mình phải hút dịch ra, hút mũ ra. Và bây giờ nếu mà mình nói là cái này nó lặng, thành ra mình xếp nó virus 3, thì khuyến cáo dành cho virus 3 là sao? Sao nó sao lặp lại? Đúng không? Còn khuyến cáo mà dành cho nó lặng thì mình nói là virus 2. Ha? Thì mình khuyến cáo cho virus 2 là sao? Năm sao gặp lại, đâu có được ha. Thành ra là mình phải xếp nó vào nhóm virus 4A để mình làm can thiệp nha. Rồi bây giờ tới cái virus 4B là cái sang thương mà khó nhận rõ, bờ không có xác định được. Bờ không xác định được là xếp vào nhóm 4B. Rồi cái sang thương mà 4C là một cái khối mới có đây thôi, mới xuất hiện trong cái thời gian gần đây, với cái hình thái không đều, bờ không xác định nha. Bờ không xác định là 4B. Bờ không xác định cộng với là hình thái không đều, đó là 4C. Rồi, như vậy thì cái mức độ nghi ngờ của mình càng ngày nó càng gia tăng nhé. Và bây giờ tới cái virus 5. Virus 5 tức là một cái sang thương mà nó có nhiều đặc điểm ác tính lên trên cùng cái sang thương đó. Đặc điểm ác tính là cái gì? Là cái phần chữ màu đỏ nãy trong cái bản thức tôi mô tả các bạn. Thì như vậy càng nhiều cái chữ màu đỏ trên đó thì như vậy cái nguy cơ thương nó càng cao. Và đối với lại theo tiêu chuẩn của Stavros, tức là một cái tác giả chuyên nghiên cứu về hình ảnh của vú thôi á, thì ông nói là nếu như một cái tổn thương mà nó mang 3 đặc điểm ác tính thì cái khả năng ung thư của nó là trên 50%. Nhưng mà nó mang 5 đặc điểm ác tính thì khả năng ung thư của nó gần 100%. Thành ra như vậy thì đối với virus 5 là cái tổn thương mà càng nhiều đặc điểm ác tính lên trên đó thì các bạn mức độ nghi ngờ các bạn càng cao, và đương nhiên là phải sinh thiết rồi ha.
Còn BRAF 6 là một cái ung thư đã có chẩn đoán rồi. Và bây giờ mình làm một cái bi lăng đầy đủ trước khi mà mình điều trị xét là BRAF 6, tức là đã có chẩn đoán rồi. Và BRAF 6 này nó cũng nằm trong cái nhóm, ví dụ như trước khi điều trị mình chẩn đoán là BRAF 6, hoặc là người ta đang hóa trị. Các bạn biết có những cái ung thư mình không thể mổ ngay từ đầu được, mà mình hóa trị trước để cho nó thu nhỏ lại, thì cái đó mình vẫn xếp vào nhóm BRAF 6 và mình theo dõi coi có nó đáp ứng hóa trị hay không nha. Cái đó gọi là BRAF 6. Hoặc là bệnh nhân đã điều trị bảo tồn rồi nhưng mà thời gian chưa có đủ 5 năm thì cái đó vẫn là BRAF 6. Sau thời gian 5 năm cái điều trị bảo tồn ổn định thì mới xuống BRAF 2 nha. Thì như vậy ha, để mình biết cách mình xếp BRAF cho nó đúng. Và cái phần cuối cùng tôi muốn nói với các bạn hôm nay ha, đó là cái phần về siêu âm đàn hồi. Thì trong cái siêu âm đàn hồi á, mình biết là có hai loại siêu âm đàn hồi. Một cái loại siêu âm đàn hồi người ta gọi siêu âm đàn hồi nén, và một cái loại siêu âm đàn hồi là đàn hồi sóng biến ngang. Thì đàn hồi nén hay là đàn hồi sóng biến ngang thì nó cũng đều đưa ra ba cái tiêu chuẩn cuối cùng, ba cái chẩn đoán cuối cùng, là khi mà mình làm siêu âm đàn hồi á, kết quả của mình gọi là âm tính với siêu âm đàn hồi, hay là dương tính với siêu âm đàn hồi, hay là nghi ngờ, tức là đàn hồi nó cũng không có góp phần thêm một cái gì cả, thì cái đó mình gọi là nhóm nghi ngờ. Thì như vậy á, siêu âm đàn hồi mục đích là để làm cái gì? Mục đích để trả lời cho mình là cái khối mà mình nhìn thấy được đó đó, nó cứng hay nó mềm. Tại vì đối với nguyên tắc của ung thư là sao? Là xâm lấn mô chung quanh và nó gây xơ hóa. Chính cái xơ hóa đó nó làm cho cái khối đó trở nên cứng. Thật ra khi mình khám ung thư mình thấy đó là một khối cứng là do cái tình trạng xơ hóa. Thì như vậy mình làm siêu âm hoặc đàn hồi mục đích để mình đánh giá cứng hay mềm. Cái gì mà cứng thì nhiều khả năng đó là ung thư. Cái gì mà mềm thì nhiều khả năng đó là lành tính. Nhưng bây giờ các bạn trả lời với tôi đi, là một bước sạch tuyến là lành hay là ác? Lành tính. Vậy thì nó mềm hay nó cứng? Bút sạch tuyến so với ung thư nó mềm hay nó cứng? Mềm, đúng không? Nhưng mà bây giờ bút sạch tuyến nó lâu lắm rồi, nó cũ lắm, nó đông vôi tùm lum thì nó cứng, nó mềm, cứng, đúng không? Thật ra như vậy thì không phải luôn luôn cái gì hãy cứng là ung thư, mà cái gì hãy mềm là lành tính nha. Thật ra là cái siêu âm đàn hồi mục đích của mình nó hỗ trợ cho cái bê mố cho mình biết cái đó nó cứng hay nó mềm, nhưng cái quan trọng nhất vẫn là dựa trên bê mố đó. Rồi, siêu âm đàn hồi không phải là làm trên tất cả các cái vú của người, một người không có bướu gì hết là không có làm siêu âm đàn hồi. Tại vì mục đích của đàn hồi là gì? Là các khối u đó cứng hay mềm. Như vậy cái bắt buộc đầu tiên là phải có khối u. Còn không có khối u là không làm đàn hồi nha. Tại vì sao phải nói như thế này? Vì nhiều người cứ lầm lẫn á, tưởng là mình có thể làm đàn hồi luôn nguyên cái vú. Khi người ta đi tầm soát, người hoặc là người ta đến vì đau vú thôi, cái môn cho đi làm siêu âm kiểm tra thì mới nói là cứ làm đàn hồi đi cho nó chắc ăn ha, cho nó rõ hơn, cho nó chính xác hơn, gọi là đàn hồi là đàn hồi ngay khối u đó thôi nha. Như vậy thì đàn hồi sử dụng khi nào? Đàn hồi chỉ sử dụng khi sắn cương đó nó nằm trong nhóm BRAF 3, BRAF 4A và BRAF 4B. 4A đúng hơn chứ không 4B. BRAF 3 và BRAF 4A. Rồi. Bây giờ một cái sắn cương mà mình chẩn đoán là BRAF 4, BRAF 3, chẳng hạn như bút sạch tuyến, lần đầu tiên biết mình chẩn đoán BRAF 3. Bây giờ mình làm đàn hồi, mà đàn hồi gọi là âm, âm tính, có nghĩa là nó mềm chứ nó không có cứng ha. Như vậy thì từ BRAF 3 mình chuyển nó xuống thành BRAF 2, tại vì nó mềm mà, mình chuyển nó xuống thành BRAF 3, mềm thành BRAF 2. Như vậy thì nếu mình để nó BRAF 3 thì tiêu chuẩn của mình là siêu âm 6 tháng sau, đúng không? Bây giờ mình đưa nó xuống BRAF 2 thì như vậy mình đâu có cần hẹn người ta 6 tháng sau nữa, mà là chỉ siêu âm kiểm tra định kỳ như một người bình thường mà thôi. Đó, mục đích của đàn hồi là như vậy. Còn bây giờ mình làm đàn hồi mà mình thấy cái cục này nó cứng, tức là mình phải tăng lên BRAF 4A. Mà hệ tiêu chuẩn cho BRAF 4A khuyến cáo là để làm gì? Sinh thiết ha, để mình tránh bỏ sót những cái tổn thương ung thư. Rồi, bây giờ một cái sắn hương mà BRAF 4A, nếu mà mình làm đàn hồi, mình nói là mềm, thì như vậy mình sẽ đưa nó xuống BRAF 3.
thay vì ở vùng A là mình phải làm can thiệp rồi nè, bây giờ mình đưa nó xuống vị trí 3, như vậy mình có làm can thiệp nó không? Không, sáng hôm sau kiểm tra lại cũng được. Còn nếu như mà làm mà nó cứng thì mình phải tăng lên vị trí 4B. Mục đích mình lên 4B là gì? Để mình tăng thêm cái mức độ nghi ngờ. Đương nhiên can thiệp 4A là đã làm can thiệp rồi, nhưng mà mình đưa lên 4B là mình tăng thêm mức độ nghi ngờ hơn nhá. Thì như vậy, dù cho mình làm đàn hồi bằng cái kiểu nào đi nữa, tùy theo cái máy siêu âm của mình, thì mục đích của đàn hồi là chỉ áp dụng cho BIDAC 3 và BIDAC 4A mà thôi. Đó. Còn BIDAC 2 là lành hả? Lành. Tức là một cái tổn thương mà mình trên cái siêu âm B1 bình thường thôi, mình đã xếp cho BIDAC 2. Có nghĩa là tổn thương đó không có một chút xíu nào nghi ngờ ung thư hết. Vậy thì cần làm đàn hồi không? Không. Đóng nghi đâu làm, đúng không? Còn bây giờ BRAC 5 làm sao? Làm hả? Ác rõ luôn rồi. Tại vì khi mà mình nói là BRAC 5 á, thì giống như ông thầy tôi nói á, cái này mà nó không phải ung thư cao vi bằng đầu nha, có nghĩa là không thể thoát được ung thư. Vậy thì làm đàn hồi để coi cho nó cứng hay mềm chứ chi, đúng không? Rõ ràng là cái đó chỉ cần can thiệp thôi. BRAC 4C có nên làm đàn hồi không? BRAC 4C là khi mà nếu mình làm can thiệp mà nó ra âm tính, mình có tin không? Không, mình không tin. Vậy thì mình cũng không cần thiết làm đàn hồi. Nếu các bạn muốn làm đàn hồi để cho nó rõ hơn nữa thì các bạn làm, nhưng mà không yêu cầu nha. Còn yêu cầu là đối với lại BRAC 3 và 4A. Như vậy thì nên nhớ ha, đàn hồi không phải áp dụng đại trà, chỉ áp dụng cho sang hương nhóm BRAC 3 và 4A mà thôi nha. Rồi, bây giờ đây là cái hình ảnh tiêu chuẩn để đánh giá siêu âm đàn hồi bằng strain, bằng đàn hồi nén, strain elastography. Thì trên cái đàn hồi nén này nè, các bạn thấy ha, luôn luôn trên cái siêu âm đàn hồi người ta có cái màn hình á, là nó gồm có một cái hình của B1 và cái hình của cái đàn hồi. Cái phần màu xanh này đây, người ta gọi nó là cửa sổ đàn hồi. Trong cái cửa sổ đàn hồi này nó có chứa sang hương ở bên trong. Ví dụ như đây là B1, mình thấy sang hương nằm đây, thì cái phần tương ứng đó là sang hương nằm vị trí này. Thì bây giờ đây cũng là sang hương và tương ứng là đây. Đây là sang hương, tương ứng là đây. Sang hương đây và sang hương đây. Ha? Thì như vậy luôn luôn B1 và đàn hồi nó phải đi song hành với nhau để mình so sánh nha. Và có nhiều cái điểm khác nhau trên cái đàn hồi. Từ cái điểm mà càng lớn điểm thì các bạn thấy ha là ung thư. Còn nhỏ điểm như thế này là lành tính. Bây giờ luôn luôn trong cái hình ảnh của cái đàn hồi này nó có cột này nè. Và cái cột màu với cái màu xanh dương nằm ở đây, ở dưới này nó có cái chữ hard, đây là cứng. Còn cái màu đỏ nằm trên này nó có chữ soft, đây là mềm. Thì một cái sang hương nào mà nó càng đi về phía xanh dương là nó màu cứng. Còn cái màu xanh lá, màu vàng, màu cam, màu đỏ gì đó là nó thành mềm nha. Bây giờ bắt đầu mình nhìn lại cái sang hương. Đây là B1 nè. Đây là cái sang hương người ta sơ đồ cho mình thấy ha. Thì đây là B1, mình thấy sang hương đây. Đây là cửa sổ đàn hồi tương ứng với cái này. Thì bây giờ toàn bộ trong cái cửa sổ đàn hồi này, nó vừa có mô bình thường và nó vừa có sang hương nằm đây. Các bạn thấy sang hương và mô bình thường, cái màu nó là màu gì? Màu xanh lá, cùng một màu như nhau. Trên đàn hồi các bạn sẽ không phân biệt được đâu là vị trí của sang hương, đâu là vị trí của mô bình thường. Nó cùng một màu như nhau thì cái đó gọi là score 1 nha. Score 2 là trong cái sang hương đó nó bắt đầu có 1, 2 điểm gì đó, vài ba điểm gì đó hơi cứng hơn chút xíu, nhưng mà nó nằm rải rác thì cái đó là score 2. Bây giờ score 3 là các điểm rải rác nó tập trung ở vùng trung tâm và cái rìa đó là nó là một cái vòng mềm hơn ha, tức là một cái hình vòng cung, hình vạch khăn, với lại trong là cứng và ở ngoài là mềm, thì là score 3. Bây giờ tới score 4 là cái phần cứng này nó lan ra tới ngoài luôn. Và cái kích thước của đàn hồi và kích thước của B1 hai cái bằng nhau là score 4. Còn score 5 là cái vùng cứng này nó vượt ra ngoài luôn, thành ra kích thước trên đàn hồi nó lớn hơn kích thước trên B1, gọi là score 5 nha. Như vậy thì trên score 5 có nghĩa là sao? Là sang hương đã xâm lấn rồi, cái phần cứng của nó đã xâm lấn ra túc bên ngoài luôn đó, thành ra được gọi nó là score 5. Còn trên cái đàn hồi nó có một cái hình ảnh rất là đặc biệt, mà cái hình ảnh này á là trên B1 là đây, và trên cái đàn hồi mình thấy nó có ba màu ha, màu xanh dương, xanh lá và màu đỏ, tức là blue nè, green nè, red nè,
ha, thì cái hình ảnh này là hình ảnh đặc trưng cho một cái nang vú, đặc trưng cho một cái nang vú. Bất kỳ một cái đàn hồi nào mà các bạn, dù cho nó hồi âm là trống hay là kém gì đi nữa, không cần biết, mà hễ nó đàn hồi mà nó ra như cái này thì biết chắc chắn luôn 100% đây là nang. Và nếu mà nang đơn giản luôn nha, nang đơn giản thật ra mình không cần thiết phải làm can thiệp. Đó. Như vậy thì đối với lại cái đàn hồi nén, mình sẽ có 5 điểm. Và càng về phía màu xanh lá là càng lành, càng về phía màu xanh dương là càng trứng. Chẳng hạn như đây ha, mình thấy có một cái khối hình bầu dục, giới hạn rõ, bờ hơi tạo cung và đồng nhất hồi âm thì kém hơn so với lại mô vú. Và khi mình làm đàn hồi thì mình thấy là trong cái vùng này á, là vừa xanh lá vừa xanh dương, nó đang xen với nhau như vậy. Thì đây là score 2, tức là kết hợp cả hai màu, nó gọi là khẳng sạc cừ á, màu xanh lá và màu xanh dương. Đó, hình ảnh như sạc cừ. Rồi đây là cái hình ảnh của một cái cấu trúc hồi âm trống và không đồng nhất ha, trống và không đồng nhất. Thì sau khi mình làm thì mình thấy màu xanh dương, xanh lá và màu đỏ ha. À, cái màu này nè nha, các bạn nhớ nha, nó có thể là cái tỷ lệ của nó không phải là đều nhau giống như cái hình vẽ của mình nãy đâu. Mình thấy hai ba cái đều nhau. Trên thực tế nhiều khi là nó màu xanh dương hết nguyên cái bụng bự, màu xanh lá nhưng mà đỏ một chút xíu nha. Hoặc là màu xanh dương bên này, màu xanh lá bên này, màu đỏ này, tức là nó xéo xéo một bên. Chứ không có nhất thiết là nó phải ba cái giống như mình đổ bánh vô lợn, không có nha. Nhưng mà mình phải thấy đủ ba màu, màu xanh dương, màu xanh lá, màu đỏ. Rồi. Thì như vậy chắc chắn đây là nang vú và mình không cần can thiệp. Còn đây là một cái sân thương, các bạn thấy đồ âm này rất kém, bờ tạo cung. Ha, tạo cung ở đây nhưng mà bờ bên này là không có xác định được. Âm phía sau thì giảm không đều và kích thước của sân thương trên cái B-mode ở đây. Thì như vậy đây là một cái sân thương, bờ không xác định. Ha, hình thái thì không đều, bờ không xác định như là xếp đá máy 4 cm. Nhưng khi mình làm đàn hồi, các bạn thấy là nguyên cái vùng này đây. Đây là sân thương và cái vùng màu xanh dương nó lan rộng, nó tuốt bên ngoài luôn. Tức là kích thước trên đàn hồi lớn hơn nhiều so với lại kích thước trên B1. Như vậy là score mấy? Score 5, là xâm lớn của môi xung quanh rất nhiều rồi nhé. Rồi đó là đàn hồi nén. Còn đây là đàn hồi định lượng. Trên cái đàn hồi nén là mình không có đo được cái độ cứng, mà mình chỉ dựa trên cái chỉ thị màu để mình thấy được là cái đó nó cứng hay nó mềm. Còn cái đàn hồi định lượng là mình đo được cái độ cứng của cái sân thương đó. Thì chẳng hạn như đây ha, trên cái đàn hồi định lượng nó luôn luôn có hiển thị màu này. Cái màu này là cái màu cố định, bất kỳ cái máy nào nó cũng theo cái tiêu chuẩn là màu xanh dương là mềm, màu đỏ là cứng. Ngược lại cái hồi nãy nha, hồi nãy là đỏ là mềm, xanh dương là cứng, là đàn hồi nén. Còn đàn hồi định lượng á, thì xanh dương là mềm và đỏ là cứng. Rồi các bạn thấy nè ha, từ cái màu từ xanh dương nó đỏ màu đỏ, và người ta đo cái độ cứng là theo kilopascal, hoặc là một số trường hợp mình sẽ đo theo vận tốc truyền là mét trên giây. Ha, mình như vậy thì một cái vật cứng và một cái vật mềm, cái vật nào nó sẽ truyền âm nhanh hơn, cứng nó truyền âm nhanh hơn. Thì như vậy mình có hai cách đo, một là mình đo theo kilopascal, tức là mình đo độ cứng, hai là mình đo theo vận tốc truyền, cái nào mà truyền nhanh thì cái đó là cứng, cái nào truyền chậm thì cái đó là mềm nha. Thì tùy theo máy, chẳng hạn như đây thì nó là đo kilopascal, thì các bạn thấy nè, cái kilopascal và độ cứng của cái phần mềm á, tổn thương mềm á thì nó thấp, nhưng mà càng cứng thì cái kilopascal thì nó tăng hơn nha. Thành ra các bạn thấy như tổn thương nào mà nó thông thường là khoảng từ trên 100 là người ta nghi ngờ, rất là nghi ngờ tổn thương rồi, và cái mức độ ha ác tính nó tăng dần lên. Bây giờ các bạn nhìn lên trên cái hình này, các bạn thấy nè, nguyên cái cửa sổ màu đây, cửa sổ đàn hồi đây, các bạn thấy đây là cái phần xanh dương là mềm hay cứng? Mềm. Và sân thương nằm đây, nó với là một cái bên có khác biệt gì nhau không? Không hề khác biệt, thì tất cả mềm như nhau hết. Thì đây là tổn thương lành tính. Bây giờ trong cái vùng tổn thương đây, màu xanh dương ở đây có xuất hiện một chút xíu ha, cái màu xanh nước biển trong đó, có nghĩa là nó cứng hơn một chút xíu nha. Rồi bây giờ cái phần nước biển đó nó nhiều không? Nhiều hơn một chút xíu nữa ha, các bạn thấy là nhiều hơn một chút xíu nữa nha, tức là nó tăng hơn cái độ cứng này rồi. Và cái phần này các bạn thấy ha, nó bắt đầu nó xuất hiện cái màu đỏ, màu đỏ là mềm, nó cứng, cứng.
Và trên cái này đây, các bạn thấy là sam hương nằm đây có cái phần màu đỏ xung quanh rất là nhiều. Như vậy thì cái phần đỏ đó là phần cứng, nó xâm lấn vào mô xung quanh rất là nhiều luôn. Thì như vậy á, càng nhiều cái màu đỏ là tỷ lệ cái khả năng ung thư rất là cao. Còn đây là cái nang. Cái nang các bạn nhìn thấy ha. Bây giờ chẳng hạn các bạn có một cái ly nước. Chẳng hạn như bây giờ các bạn nhìn lên trên cái da của mình đi. Cái da mình là mấy ngón tay mình đè xuống thì nó lún đúng không? Mình buông ra hết, đó là đặc hồn. Đúng không? Lún và nó trở về, đó là đặc hồn. Bây giờ có một cái ly nước. Cái ly nước nó có cái mặt nước, đúng không? Các bạn lấy tay các bạn đè vô cái mặt nước, ấn xuống cái nữa thì sao? Cái mặt nước nó lún xuống. Đúng không? Cái mặt nước nó lún xuống không? Ngay cái điểm mà mình đi xuống, cái điểm cái tay của mình chạm như cái mặt nước thì mình ấn xuống một cái thì sao? Thì ngay cái điểm đó nó làm sao? Nó lún xuống không? Cái điểm đó nó lún xuống hả? Các bạn lấy cái tay mình nó đi xuống chứ làm sao cái điểm đó nó lún xuống được? Nếu mình ấn xuống là cái tay mình lọt xuống dưới luôn, đúng không? Thì như vậy nó có đặc hồi không? Không có. Còn bây giờ nếu các bạn để nó vào trong một cái bao rồi các bạn ấn cái đó thì cái bao nó mới lún xuống, mình trở lên, mình buông lên thì cái bao nó trở về, đó là đặc hồi. Còn bây giờ nếu mà để nó trên cái điểm đó và mình ấn xuống mặt nước thì cái tay mình đi xuống, tức là bản thân cái nước là không có đặc hồi, đúng không? Thì cái này cũng vậy. Đây là nước. Và khi mà mình để cái đặc hồi lên thì cái phần ở trong này nè nó không hề có đặc hồi nha, thành ra nó đen thui như nhau. Còn cái phần này là nó còn cái xảo ảnh từ phía trên đi xuống và mình thấy cái vùng đàn hồi ở phía trên nó dồn xuống đó. Thì như vậy á, đây người ta gọi nó là tín hiệu rỗng, tức là nó không có tín hiệu, nó đen thui hết trơn à, chứ nó không phải được mấy cái màu. Thì các bạn thấy như cái này nè, cái đàn hồi toàn bộ, còn cái này vùng trung tâm của nó không hề có đàn hồi, thành ra nó gọi nó là tín hiệu rỗng đó. Khi mình biết tín hiệu rỗng trên cái đàn hồi này thì đó là nang. Còn trên cái đàn hồi nén hồi nãy mình sẽ có ba cái màu ha, là blue, green, red. Đó, hai cái loại này nó khác nhau nhé. Rồi, bây giờ các bạn nhìn trên cái hình này đây. Đây là B1. Các bạn thấy sam hương nằm đây. Bây giờ B1 mình phân tích nha. Hình thái không đều, đúng không? Độ hồi âm thì bằng với là mô mỡ mà không đồng nhất. Bờ không xác định được. Âm phía sau không đều, đúng không? Phân tích. Nhưng mà cái này á, nếu như mà các bạn không để ý, các bạn có thể bỏ sót sam hương trên B1 vì nó quá nhỏ và nó ná giống như mô bình thường. Nhưng khi các bạn làm đàn hồi nè ha, thì các bạn đây là vùng sam hương và mình làm đàn hồi, cửa sổ đàn hồi là đây. Các bạn thấy sam hương là nó nằm trong là các bạn thấy là ba cái điểm người ta đo ha, người ta đo ba cái điểm này để người ta đo được cái độ cứng. Thì ba cái điểm trong này tương ứng với ba cái vòng tròn trong này, các bạn thấy không ha? Thì ba vòng tròn trong này nó màu gì đây? Màu đỏ. Màu đỏ là cứng hay mềm? Cứng. Và cái phần cứng đó các bạn thấy nó ra tới đây luôn nè, tức là nó vượt ra ngoài luôn cái sam hương. Điều đó chứng tỏ là sam hương này nó cứng, phủ ra tới bên ngoài luôn. Đó là tổn thương ác tính, nó mới có dấu hiệu đó. Thành ra trên B1 nhiều khi mình không xác định được rõ sam hương, nhưng mà mình làm cái đàn hồi thì mình nó khẳng định thêm cho mình cái sam hương đó. Thành ra do đó người ta còn sử dụng trong đàn hồi những trường hợp mà mình khó xác định, không, mình không, tức là bút bê á, sam hương bờ không xác định được, thì lúc đó mình làm cái này để mình xác định là có xâm lấn vào mô xung quanh hay không nhé. Còn chẳng hạn như đây, các bạn nhìn thấy một cái khối này nè, hình thái không đều, đúng không? Bờ không xác định mà không có đồng nhất, đúng không? Rồi, dấu hiệu xâm lấn thì không có rõ, có thể bờ ở đây không xác định thì không biết được đây có phải là tua gai hay không. Nhưng mà khi mình làm đàn hồi, các bạn thấy người ta đo 3 điểm trên này đây. Trên 3 điểm này khi mà đo vận tốc ở đây thì thấy vận tốc này không có tăng nha. Và cái màu của đàn hồi các bạn thấy nó và môn xung quanh nó làm sao? Nó mềm, nó cứng, mềm. Thì như vậy, mặc dù cái sam hương này hình thái trên B1 mình xếp nó mà nhân 4B, nhưng mà khi mà mình làm đàn hồi mình thấy nó mềm thì nó là gì? Nó xuống, đúng không? Từ 4B mà đàn hồi mềm thì đi xuống thành 4A ha. Và cái này là trường hợp cuối lần thôi. Còn cái này 4B khi mình nó cứng thì nó phải làm sao? Tăng lên cũng sẽ. Rồi, như vậy thì mục đích của đàn hồi là để mình xác định được cái đó nó là mềm hay là cứng, để nó tăng thêm cái mức độ nghi ngờ
hay là giảm cái mức độ nghi ngờ của mình. Và thông thường ngày nay á, những cái máy thế hệ mới sau này á, là người ta có hai cái chế độ đàn hồi cùng một lượt trên cái máy. Như vậy thì mình sử dụng cái đàn hồi nào nha? Tại vì mình có đàn hồi nén nè, và mình có đàn hồi định lượng. Đàn hồi định lượng á, là các bạn phải đo những cái điểm này với nhau đó. Thì như vậy á, các bạn sẽ rất là mất thời gian để các bạn đo làm cái hộp cho nó nhỏ lại cho vừa vô đó, rất là mất thời giờ. Trong khi đàn hồi nén á, thì người ta có cái tùy theo mỗi một cái máy nó sẽ có cái tiêu chuẩn như thế nào là đạt chuẩn. Và nếu mà mình làm quen tay, mình chỉ cần để lên cái là mình lắc nhẹ cái là mình ra được rồi, làm rất nhanh luôn, đó là đàn hồi nén. Nhưng mà ngược lại, đàn hồi nén nó đòi hỏi là cái người làm đàn hồi đó phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm, vì nó phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm của người làm. Còn ngược lại, đối với là đàn hồi này á, thì nó đo đạt chính xác, thành ra nó không phụ thuộc kinh nghiệm, người mới làm chừng năm thôi cũng có thể làm được. Như vậy thì nếu mà trước kia cái máy nó hai cái máy đàn hồi tách biệt nhau thì mình phải đắn đo, mình suy nghĩ mình phải mua cái máy nào. Nếu mình nhiều kinh nghiệm mình mua cái đàn hồi này, mình ít kinh nghiệm mình mua đàn hồi này tốn tiền hơn nhiều nha. Còn bây giờ cái máy mình tích hợp. Như vậy thì khi mà mình làm đàn hồi á, mà một cái sân thương khá là nghi ngờ, thì lúc đó tôi sẽ làm đàn hồi nén. Tại vì mình đã nghi ngờ rồi, mình làm đàn hồi nén. Và làm đàn hồi nén mà nó trả lời với mình là cứng thì thôi mình nghi luôn. Còn làm đàn hồi nén, tại vì nó rất là nhanh mà, làm hồi nén mà nó mềm thì khoan. Tại vì nó không chính xác bằng cái đàn hồi này, lúc đó mình chuyển qua mình đo đó. Còn nếu như bây giờ sát thương đó mình không nghi ngờ, mà làm đàn hồi nén nó cũng không nghi ngờ luôn, vậy thì thôi mình bỏ nó qua bên. Nhưng mà mình khi mình không nghi ngờ trên bên mốt mà mình làm đàn hồi nén cứng cứng thì bắt đầu mình phải chuyển qua cái này để mình đặt. Đó, thành ra là như vậy thì nó sẽ hỗ trợ cho mình để mình bớt sai sót ha. Và như vậy thì nếu như kết hợp hai cái phương tiện đàn hồi đó với nhau, mà một cái sang phương mà BRAT 3 mà mình đo mình thấy nó cứng thì mình sẽ lên 4, và BRAT 4 mà nó cứng ở nó mềm chứ thì mình sẽ chuyển nó BRAT 3. Rồi bây giờ đối với là cái sang phương BRAT 4 thì rất là dễ rồi, mình phải làm can thiệp. Còn đối với sang phương BRAT 3 thì tôi nhắc nhở các bạn điều như thế này. Không phải, tại vì sang phương BRAT 3 là xuất độ ung thư của nó chỉ có 2% trở xuống thôi. Nhưng mà nên nhớ không phải xuất độ ung thư, không phải tất cả các BRAT 3 đều là lành tính nha. Thành ra đây mới là một cái có thể mình bỏ sót ung thư trong trường hợp này. Như vậy thì những cái tổn thương lành tính trong BRAT 3 gồm có cái gì? Nang biến chứng nè, cái này biết rồi, bú sạch tuyến nè ha, bú nhú này nọ. Thì ba trong những cái loại bú này, ba cái loại này là thường gặp nhất: nang biến chứng, bú sạch tuyến và bú nhú. Rồi đó là tổn thương lành tính. Còn đối với tổn thương ác tính thì nó có nhiều loại, và trong đó cái loại này là thường gặp nhất: dạ tủy, ung thư dạ tủy, ung thư dạ nhầy, ung thư dạ nhú và ung thư trong nang. Như vậy thì về mặt hình ảnh của B1, cái này nó giống hệt nha, từ lành tính cho đến ác tính rất giống nhau luôn. Các bạn sẽ không phân biệt được cái nào là BRAT 3 lành tính, cái nào là BRAT 3 ác tính hết nha. Chẳng hạn như đây là một cái tổn thương nè, các bạn thấy ha, tròn với hạch rõ, bờ đều, echo đi kém hơn so với mô mỡ đúng không, và đồng nhất âm phía sau gần như là không đổi, rất là lành tính luôn. Và khi mình làm mạch máu mình thấy ô có tăng sinh mạch máu dạng lan tỏa, tức là bên ngoài cũng có mà trong cũng có. Nhưng mà trên sinh thiết thì đây là một cái di căn từ một cái sạc cơm cơ trơn, tức là ác tính ha. Nhưng mà về mặt B1 rất là lành tính đó. Thành ra như vậy thì làm sao để phân biệt từ BRAT 3 nào lành, BRAT 3 nào ác để mình bớt sai sót? Thì cái quan trọng nhất vẫn là hỏi bệnh nhân, hỏi bệnh nhân cái tuổi. Cái tuổi mà bệnh nhân trẻ, không có bệnh gì hết, chỉ đi kiểm tra định kỳ thôi, mà bệnh nhân trẻ tuổi thì thường là bú sạch tuyến đó. Nhưng mà cũng một cái cục y chát như thế này mà bệnh nhân 35-40 trở lên thì coi chừng, nó có thể rơi vào trong cái nhóm ung thư này. Hình ảnh của nó y chang như bú lạnh nha. Cái thứ hai là diễn tiến. Một cái cục u thiệt là lành luôn, nhưng mà hỏi người ta đó là cái này có bao lâu, là một người 35-40 tuổi hỏi người ta, người ta nói có từ hồi mới lớn tới giờ, gái tới giờ, thì vậy thì nó là lành. Nhưng hỏi người ta là có bao lâu rồi, người ta nói là chưa bao giờ biết, mới biết ha, thì phải coi chừng nó là ác, đó là diễn tiến. Cái thứ ba đó là triệu chứng. Triệu chứng á, những cái bướu lành tính như thế này, nang biến chứng, bướu sạch tuyến, thì hai cái loại bướu này là hai cái loại mà rất là hay gây đau theo kỳ kinh đó. Thì như vậy nếu mà người ta có đau theo kỳ kinh
thì cô là lành tính. Còn có một mặt còn không đau gì hết thì coi chừng có thể ác tính trong đó. Hỏi về tiền sử bệnh, ha, người ta có cái tiền sử của một cái ung thư nào đó hay không đã từng điều trị. Chẳng hạn như đây là một cái sạc cơm bên trên của tử cung, hoặc là thường gặp ví dụ như là những cái melanoma ác. Melanoma ác có thể như nó ở đâu đó, ở dưới bàn chân, ở trên con mắt, ở đâu ở trong trực tràng chẳng hạn. Melanoma ác nó có thể ở bất kỳ chỗ nào mà có cái tế bào mà có tạo được melanoma, tiết melanin thì nó có thể là có melanoma ác. Nhưng mà nó di căn, nó có thể di căn ở mọi nơi mà có thể di căn tới vú. Thành ra là khi mà người ta có một cái tiền căn ung thư nào đó ha, thì như vậy phải coi lại, coi chừng lại. Hoặc là người ta có một cái tiền căn của những cái bệnh ung thư khác như là ung thư buồng trứng, ung thư nội mạc tử cung, ung thư đại tràng, thì những cái đó các bạn phải coi chừng đó. Thì như vậy á, đối với là virus 3 là cái tổn thương rất là khó chịu, nó đòi hỏi là mình phải nắm vững những cái thông tin của bệnh nhân, thì như vậy mình sẽ bỏ bớt cái sai sót của mình. Mà tóm lại là virus 3 trên người trẻ là lành, virus 3 trên người lớn tuổi chưa chắc đã là lành. Nhớ cái câu đó. Thì như vậy để yên tâm hơn trong cái virus 3 ở người lớn tuổi, mình tránh bỏ sót thì mình nên can thiệp nha. Rồi, như vậy thì phần trình bày của tôi về cái phần lý thuyết là hết. Các bạn có thắc mắc gì về cái bài không?